Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 59. Hơn 30 thành viên của đội biệt kích Liệp báo, lúc bọn họ nhìn về phía Liêu Thừa Chí ánh mắt đầy hoảng sợ, đại ca, bọn em không đánh lại được đâu. Bọn họ bị thương, Liêu Thừa Chí nhục nhã, cả đội biệt kích Liệp báo đã không còn mặt mũi nào nữa rồi. Lúc đầu chắc Y Nhiên còn lo lắng, nhưng xem ra là không sao rồi, Tần Đại Sư vẫn luôn là người mạnh nhất, không có đối thủ. Chu Khuê An đã không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa, anh ta hại cả đồng đội của mình, hơn nữa ánh mắt đại ca nhìn mình cũng có điều gì đó sai sai. Giáo quan Tần đỉnh của chóp. Ha ha ha, xem ra chiến thuật lấy thịt đè người không có tác dụng với giáo quan Tần rồi. Đúng đó, còn tưởng người của đội biệt kích Liệp báo mạnh thế nào, xem ra cũng chỉ là bại tướng dưới tay giáo quan Tần thôi. Không thể nói như vậy được, người ta đến để so tài rèn luyện mà. Cậu nói như vậy đội trưởng Lưu sẽ xấu hổ lắm đấy. Đúng đúng, thắng thua là chuyện bình thường nhà binh, chỉ là so tài thôi. Người của đội biệt kích Giao Long cười tủm tỉm nói, mà lúc này người của đội biệt kích Liệp báo lại càng bực, mặt Lưu Thừa Chí bây giờ phải đen như cái đít nồi rồi. Mất mặt, mẹ nó mất mặt quá. Lúc này Lưu Thừa Chí hận không thể kiếm cái lỗ để chui vào, nhưng chính ông ta là người tìm tới, là ông ta gây sự trước, bây giờ cũng tự vả mặt. Tất cả đều do bọn họ tự gánh chịu. Hay lắm Tần Lâm. Món nợ này chưa xong đâu. Sức mạnh của Tần Đại Sư quả là rất lợi hại, lần này chúng tôi đã được lĩnh giáo rồi. Liêu Thừa Chí hừ mạnh một cái rồi chuẩn bị rời đi, đột nhiên đồng hồ chiến sự đa năng trên tay ông ta kêu lên. Đúng lúc đó chắc Y Nhiên cũng như vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức nghe điện thoại. Đội biệt kích Giao Long và đội biệt kích Phi Hoàng gặp nạn ở biên giới núi Côn Luân. Bị mai phục, lệnh đội biệt kích Giao Long và đội biệt kích Liệp báo dốc toàn lực cứu viện, tôi đã gửi địa chỉ vào đồng hồ của mọi người rồi, lập tức xuất phát, không được chậm trễ. Sau khi cúp máy, vẻ mặt Trác Y Nhiên và Lưu Thừa Chí đầy hoang mang, chuyện vừa rồi đã bỏ qua hết rồi, điều quan trọng bây giờ là đi cứu viện cho đội biệt kích Giao Long và đội biệt kích Phi Hoàng. Chuẩn bị, xuất phát, núi Côn Luân thẳng tiến, 10 phút sau tập hợp, lập tức xuất phát. Trác Y Nhiên trầm giọng nói. Thành viên của đội biệt kích Giao Long cũng nghe được cuộc điện thoại vừa rồi, khuôn mặt lập tức trở lên nghiêm trọng. Đội biệt kích Giao Long đã cử 10 người lên núi Côn Luân để thực thi nhiệm vụ cùng với đội biệt kích Phi Hoàng, nhưng bây giờ lại gặp nạn, bọn họ phải nhanh chóng đến cứu viện mới được. Mạng người quan trọng, phải tranh thủ từng giây từng phút. Nghỉ ngơi tại chỗ, cử người đi lấy trang bị của đội biệt kích Giao Long. Vẻ mặt lúc này của Liêu Thừa Chí cũng rất nghiêm túc, thời gian không đợi ai cả. Cơ hội cũng vậy, đến lúc bọn họ trở về tính sổ sau cũng không muộn. Trác Y Nhiên gật đầu, dẫn mọi người đi lấy trang bị vũ trang, chuẩn bị xuất phát. Mặc dù đám người này bị Tần Lâm đánh cho một trận nhưng vừa nghe thấy nhiệm vụ thì lập tức lấy lại tinh thần. Đại ca, em cũng đi sao? Chu Khuê An yếu ớt hỏi. Cậu vẫn chưa chết mà, mau thu dọn đồ đi, chiến đấu vì Tổ quốc dù chết cũng không hối hận. Lời của Liêu Thừa Chí khiến Tần Lâm hơi chấn động một chút. Mặc dù tên này rất đáng ghét, rất kiêu căng, nhưng ông ta không hề chùn bước để bảo vệ Tổ quốc, cho dù có bị thương cũng không tiếc thân mình. Bây giờ người của đội biệt kích Giao Long và đội biệt kích Phi Hoàng đang gặp nạn, bọn họ phải nhanh chóng đến cứu viện, nếu không đồng đội của mình sẽ rất có khả năng sẽ ngã xuống, rất có khả năng sẽ chịu sự đe dọa cực lớn. Sau 10 phút mọi người đã tập hợp đầu đủ, một hàng hơn 50 người. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, xuất phát lên đường đến núi Côn Luân. Bây giờ không ai biết bọn họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì, nhưng đến cả người của đội biệt kích Phi Hoàng và đội biệt kích Giao Long cũng bị nạn thì nhiệm vụ của bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng gian khó. Tôi đi cùng mọi người nhé. Ánh mắt Tần Lâm nghiêm túc, vốn anh định trở về tìm Tiêu Nghiên, nhưng tình hình bây giờ rất cấp bách, đội biệt kích Giao Long gặp nạn, nếu anh rời đi lúc này thì trong lòng sẽ áy náy không yên tâm. Hơn nữa Tần Lâm cũng đã có tính toán của riêng mình, đám nhóc này đi cũng chưa chắc đã hoàn thành được nhiệm vụ. Nếu anh đi thì có lẽ sẽ giúp được bọn họ. Cái này, không phải cậu có việc sao, không làm lỡ việc của cậu chứ, đây là chuyện của đội biệt kích chúng tôi. Trác Y Nhiên lưỡng lự nói. Đừng quên tôi cũng được tính là một thành viên của đội biệt kích Giao Long đấy, nguy hiểm ngay trước mặt đừng dập khuôn nhiều làm gì. Tần Lâm giơ ra chiếc huy hiệu trong tay. Đây là huy hiệu danh dự Trác Y Nhiên vừa đưa cho anh. Vậy cũng được, Tần Đại Sư cậu đi với chúng tôi nhé,
nhiệm vụ lần này sẽ do đội trưởng Lưu chỉ huy, tôi sẽ đảm nhận vị trí phó chỉ huy, hợp tác tác chiến. Gió tuyết thổi mạnh, hành quân xuyên màn đêm, nhưng khó khăn trùng trùng phía trước cũng không thể xem thường. Niềm tin của bọn họ mới là hành trang mạnh mẽ nhất. Bão tuyết thổi điên cuồng, bốn bề vắng lặng, một vùng tuyết không biết đã yên ắng bao nhiêu năm nay lại bừng dậy đầy mạnh mẽ một lần nữa. Tần Lâm có thể nhìn ra, ai cũng lo lắng, cho dù là đồng đội chưa từng giao tiếp với nhau nhưng vào những lúc có thể giúp thì lại không nửa lời oán trách, mặc dù không phải cùng đội nhưng lại cùng một trái tim hoa hạ. Đây chính là thứ khiến Tần Lâm cảm động nhất, đây cũng là lý do anh mạo hiểm cùng Trác Y Nhiên và bọn họ đến vùng núi Côn Luân này. Gió tuyết kinh khủng thổi trên núi Côn Luân giống như những cơn gió dao có thể chém nát mặt người vậy, tiến vào trong những khe núi bước chân lại càng khó khăn hơn. Cho dù đối với binh vương được huấn luyện chuyên nghiệp như bọn họ cũng rất khó khăn, vậy mà còn phải qua đêm ở nơi rét mướt như thế này, hoàn toàn không nghĩ tới việc nguy hiểm đến nhường nào. Đối với đội leo núi họ còn được trang bị đầy đủ, nhưng đối với đội biệt kích liệp báo và đội biệt kích giao long thì lại không may mắn như vậy, bọn họ bây giờ vô cùng gian khổ, dưới hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, trang bị vô cùng thô sơ, thử thách lớn nhất bây giờ là ý chí của bọn họ. Có thể sống ở trong vùng băng tuyết núi Côn Luân đã là điều vô cùng khó khăn rồi, vậy mà còn phải thực hiện nhiệm vụ, nếu là người thường thì đã gục ngã ngay từ đầu rồi. Growl, growl, growl. Những tiếng sói giống vang vọng trong từng cơn gió tuyết đầy sự vi diệu, giống như bạn đồng hành duy nhất của bọn họ trong hành trình núi tuyết này. Cẩn thận tuyết lở, trời lại tối rồi, không cẩn thận là rơi xuống vách núi đấy, không được thiếu cảnh giác. Liêu Thừa Chí nghiêm túc nói. Trong những cơn gió tuyết, giọng nói của ông ta cũng trở nên vô cùng khó nghe. Tần Lâm nhìn những người đang mạo hiểm trong gió tuyết, trong lòng không khỏi cảm thấy nể phục, nếu như không có những người hy sinh thân mình vì Tổ quốc thì sao ngày hôm nay bọn họ có thể sống trong những ngày tháng hòa bình được chứ? Chúng ta phải đi bao lâu nữa mới đến địa điểm lãnh đạo đã gửi vậy? Trác Y Nhiên hỏi. Chắc là một tiếng nữa, chúng ta cách chỗ bọn họ cũng gần thôi, khoảng 2 cây nữa. Nhưng tốc độ của chúng ta vẫn chậm quá, hơn nữa một khi bị kẻ địch phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Liêu Thừa Chí nói, một tiếng nữa thì hơi muộn rồi, bây giờ trời cũng đã tối, chúng ta phải tăng tốc thôi, đội trưởng Liêu, trời tối là chúng ta sẽ càng khó đi hơn đấy. Trác Y Nhiên đề nghị, bây giờ tình hình phía trước chúng ta còn chưa nắm rõ, một khi xảy ra chuyện gì ai là người chịu trách nhiệm. Liêu Thừa Chí chau mày. Nhưng mà chúng ta cũng không thể tiếp tục đợi như thế này được. Một khi trời tối sẽ không có ánh sáng, có khả năng cao bị bại lộ đấy, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta phải mau chóng tìm được vị trí của đội trưởng trước lúc đó, bây giờ còn không biết tình hình của bọn họ như thế nào, nếu đợi đến ngày mai thì không biết sẽ xảy nguy hiểm gì nữa. Trong lòng Trác Y Nhiên vô cùng lo lắng, nếu cứ như vậy thì tình hình sẽ ngày càng tệ mất. Nhưng tôi cũng không thể làm bừa. Nếu không tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, không thể hành quân trong đêm khuya, vì chúng ta chỉ cách mục tiêu rất gần, phải lấy an toàn làm đầu. Trời tối phải lập ước ẩn lấp, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Liêu Thừa Chí nói, như vậy thì chúng ta sẽ càng bị động, tôi không muốn ngồi đây chờ chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trác Y Nhiên trầm giọng nói, ngồi đây chờ chết, hừ hừ. Cô tưởng mỗi mình cô quan tâm Lão Hàn sao? Tôi và Lão Hàn đã làm bạn hơn 10 năm rồi, mặc dù không cùng đội nhưng đây là nhiệm vụ chiến đấu thực sự. Hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi không tệ như cô nghĩ đâu, nếu Lão Hàn có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng rất buồn. Nhưng tôi còn phải suy nghĩ cho mọi người, tôi phải cân nhắc đến sự an toàn của mọi người, tôi còn lo lắng hơn cô nữa kìa. Giọng nói của Liêu Thừa Chí lạnh lẽo, gằn từng câu từng chữ. Một khi chúng ta xâm nhập căn cứ địch vào ban đêm đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự tìm đường chết, chúng ta là quân cứu viện, không phải là tới để chết. Cô có biết không, một khi chúng ta vào vòng vây của đối phương là chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết, đến kẻ địch là ai còn không biết. Chúng ta chỉ nhận được tin cứu viện của cấp trên, có thể xác định được vị trí ở đây đã là điều quá khó khăn rồi. Một khi đánh rắn động cỏ chúng ta sẽ thua toàn tập, không chỉ bọn họ mà chúng ta cũng sẽ rơi vào thế bị động. 10 phần chết 9. Đây là lý do tại sao cô không thể làm một người chỉ huy. Ánh mắt Liêu Thừa Chí vô cùng lạnh lẽo, đầy sự ngang tàn, ông ta cũng rất lo lắng cho Lão Hàn, nhưng đây không phải là thời cơ chín muồi, một khi hành động thiếu suy nghĩ hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Cô chỉ muốn cứu lão Hàn, còn tôi thì muốn đưa mọi người trở về an toàn, tôi phải có trách nhiệm với từng người, phải có trách nhiệm với đất nước. Tần Lâm nói, Tần Đại Sư, cậu không có kinh nghiệm trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, để hai chúng tôi đi là được. Liêu Thừa Chí nói, đội phó chắc biết sức mạnh của tôi, quân pháp cái gì đó cũng không có tác dụng với tôi, cứu người quan trọng. Tần Lâm xua tay nói, Liêu Thừa Chí ngây người, trong lòng hơi khó chịu, nhưng muốn ra lệnh cho Tần Lâm thì e rằng anh sẽ không chịu nể mặt ông ta, hơn nữa bây giờ cũng đã muộn, chỉ sợ mấy chiêu của ông ta không có tác dụng với Tần Đại Sư thật. Để Tần Đại Sư đi cùng đi, sức mạnh của anh ấy chắc chắn sẽ khiến ông mở mang tầm mắt đó. Trác Y Nhiên nói, cho tôi một lý do. Liêu Thừa Chí nhìn Trác Y Nhiên. Tần Đại Sư là cao thủ huyết mạch. Trác Y Nhiên nghiêm túc nói, cái gì? Liêu Thừa Chí biến sắc, cơ thể không giấu nổi sự kinh ngạc, sao có thể chứ? Cậu ta bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi đầu mà đã là cao thủ huyết mạch, điều này đúng là khiến người ta khó tin mà. Nhưng Liêu Thừa Chí biết Trác Y Nhiên sẽ không mang chuyện này ra để đùa, nhất là trong thời khắc quan trọng này. Cao thủ huyết mạch hơn 20 tuổi, Liêu Thừa Chí tỏ vẻ nghiêm túc, xem ra ông ta gặp cao thủ thật rồi. Ở Hoa Hạ không có nhiều cao thủ huyết mạch, cho dù là võ đạo thế gia cũng chưa chắc đã có nổi một cao thủ huyết mạch. Không ngờ Tần Đại Sư lại là cao thủ huyết mạch, bất kính rồi bất kính rồi. Liêu Thừa Chí trịnh trọng nói, chẳng trách Tần Lâm lại có thể quật ngã cả đội đột kích Liệp Báo bọn họ, một mình anh có thể đứng đầu cả đội biệt kích, đây mới thật sự kinh khủng. Có điều Liêu Thừa Chí vẫn muốn làm một trận với Tần Lâm, bởi vì giữa ông ta và Tần Lâm, ai biết ai mạnh hơn ai. Chuyện hot. Nhưng bây giờ không cho phép ông ta nghĩ điều đó, vì kế hoạch hôm nay, thứ quan trọng nhất là phải cứu được Hàn lão đại của bọn họ. Nếu như không vì nhiệm vụ lần này, Liêu Thừa Chí đã so tài một trận với Tần Lâm xem ai mạnh hơn rồi. Tần Lâm gật đầu, nếu như nói cho ông ta biết mình là cao thủ lục mạch, không biết ông ta sẽ nghĩ thế nào đây. Quá khen, bây giờ vẫn nên tìm được bọn họ đã rồi nói tiếp. Ba người vượt gió tuyết, khi mọi người đã ẩn núp, bọn họ cuối cùng cũng ra tay. Màn đêm dần buông xuống, có điều lúc này họ không dám ngừng bước, ba người lặng lẽ men theo xuống chỗ sâu của sông băng, mặc dù sắc trời đã nhá nhem, nhưng tuyết trắng phủ kín, nên vẫn loáng thoáng nhìn thấy mọi vật, đặc biệt với thị lực của Tần Lâm bây giờ, anh có thể dễ dàng nhìn xuyên màn đêm. Nhưng rõ ràng nếu là Liêu Thừa Chí và Trác Y Nhiên thì vẫn nên cẩn thận. Đi thôi, ở phía trước không có nguy hiểm, không phải cẩn thận đến vậy. Tần Lâm bước từng bước lên trước, anh nắm rõ hết động tĩnh xung quanh, bây giờ anh có thể nhìn thấy người khác nhưng người khác không thể nhìn thấy anh, vậy nên cho dù Tần Lâm có đứng giữa sông băng thì cũng chẳng hề sợ hãi. Liêu Thừa Chí lo lắng nói, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận, Tần Lâm rõ ràng quá ngông cuồng, không hề coi kẻ địch ra gì. Lỗ mãng, quá lỗ mãng. Tần Lâm, nếu biết trước thế này, tôi đã không đưa cậu đến. Có điều Tần Lâm đương nhiên có tính toán riêng, người ta có thể nhìn xa 30 mét, anh có thể nhìn xa 300 mét, đây chính là sự cách biệt giữa cao thủ huyết mạch với người thường, không chỉ là sức mạnh mà là thị giác thính lực. Nếu không tin, mấy người cứ tiếp tục bò lổm ngổm ở đây đi, tôi đi trước đây. Tần Lâm nói, ở trên con sông băng giữa hai ngọn núi, Tần Lâm chẳng hề do dự. Không ngừng lao vào gió tuyết. Cậu, tức chết mà. Liêu Thừa Chí vừa khen ngợi Tần Lâm xong, nhưng không ngờ tên này lộ nguyên hình nhanh như vậy, cậu còn nghĩ đây là trận chiến công bằng chắc. Một khi bị kẻ địch phát hiện thì còn không biết sẽ phải chết thế nào. Trẻ tuổi, vẫn quá trẻ tuổi. Trác Y Nhiên, cô làm gì vậy? Liêu Thừa Chí không ngờ Trác Y Nhiên không hề do dự mà đi theo Tần Lâm, đây chẳng phải muốn chết sao? Hai người. Khiến tôi tức chết mất. Liêu Thừa Chí còn chưa kịp nói gì, Trác Y Nhiên đã đi theo, hóa ra những lời ban nãy ông ta nói với Tần Lâm chỉ là gió thổi bên tai thôi à. Lúc nãy còn hùng hồn tuyên bố, bảo mình sẽ vì đại cục, bây giờ hai người này ngang nhiên chống lại quân lệnh, nếu không vì bây giờ đang trong tình thế nguy hiểm, Liêu Thừa Chí nhất định đem hai tên này ra xử lý theo luật rồi. Trác Y Nhiên nhìn Tần Lâm, vô cùng tin tưởng. Cô không chấp hành quân lệnh ở ngoài. Tần Lâm cười nói, cô tin tưởng tôi đến vậy à? Mạng của tôi là do Tần Đại Sư cứu, nếu như tôi không tin được Tần Đại Sư thì tôi còn tin được ai nữa đây? Trác Y Nhiên nghiêm túc nói, nắm chắc cơ hội trong tay mình, Trác Y Nhiên biết Liêu Thừa Chí nói đúng, nhưng đã vậy rồi,
bọn họ không có lý do gì để ngồi chờ chết nữa, bây giờ chậm một phút một giây cũng có thể khiến bọn họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không có thời gian để tiếp tục chờ đợi nữa, cô biết thực lực của Tần đại sư mạnh như nào, nên bây giờ cô đương nhiên hoàn toàn tin tưởng anh. Lúc này Lưu Thừa Chí cũng chỉ có thể đi nhanh hơn. Tần Lâm nhíu mày, nói nhỏ. Cẩn thận, có động tĩnh. Trác Y Nhiên và Lưu Thừa Chí dựng đứng tai, ngay cả hô hấp cũng chậm lại. Không có tiếng động, sao anh nghe đâu ra là có vậy? Lưu Thừa Chí nhíu mày, vừa nãy bảo cậu lỗ mãng, bây giờ cậu lại lo bỏ trắng răng. Có điều thà tin còn hơn không tin, lúc này Lưu Thừa Chí lựa chọn im lặng, bị nắm mũi dắt đi. Tần Lâm nghe được tiếng động cách đây cả nghìn mét, mặc dù tiếng gió rất lớn, nhưng tiếng gió và tiếng bước chân có sự khác biệt rất lớn. Tần Lâm không nhìn thấy được khoảng cách cách đây nghìn dặm, nhưng anh có thể nghe rõ được và phân biệt được tiếng gió cùng với tiếng bước chân. Tần Lâm trầm giọng nói. 11 người, thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa. Đều là cao thủ huyết mạch. Lưu Thừa Chí sững người ngay tại chỗ, khó tin mà nói, tên này sao có thể ăn nói bừa bãi đến vậy? Cái gì, đều là cao thủ huyết mạch, sao có thể? Có điều Tần Lâm đã dám nói vậy thì nhất định là có lý do. 11 cao thủ huyết mạch là khái niệm gì? Lưu Thừa Chí cũng không dám tưởng tượng, chẳng trách ngay cả đội đột kích Phi Hoàng và Lão Hàn đều bị nhốt ở đây. Nếu như là thật thì cho dù có thêm chi viện, bọn họ cũng sẽ rất chật vật. Thành bại khó đoán, bởi vì đối thủ quá mạnh, bây giờ ông ta chỉ có một điều ước, hy vọng những gì Tần Lâm nói là giả. Nhưng đây chỉ là ông ta đang lừa mình gạt người thôi, Tần Lâm tuyên bố hùng hồn như vậy, sao có thể là giả? Nhóm người này rốt cuộc có lai lịch thế nào, rốt cuộc có địa vị ra sao, tại sao bọn họ chưa từng biết? Kẻ địch như vậy, 3 hay 5 người đã thì bọn họ còn đối phó được, đằng này 11 người, đúng là khó có thể vượt qua mà. Trác Y Nhiên do dự một lúc rồi nói, bọn họ mà đấu với 11 cao thủ huyết mạch thì chết chắc. Bây giờ chúng ta không rõ kẻ địch có lai lịch thế nào, nếu thật sự là 11 cao thủ huyết mạch thì dù có thêm chi viện chúng ta cũng không phải đối thủ, chúng ta chỉ có thể tiếp tục yêu cầu thêm nhiều chi viện hơn. Lưu Thừa Chí cười gượng nói, không kịp nữa rồi. Chúng ta nhất định phải rút lui mới có thể ra lệnh thêm chi viện, ít nhất đợi đến tối mai, viện binh thậm chí còn cần 2 đến 3 ngày, lúc đó có thể bọn Lão Hàn đã không đợi nổi nữa rồi. Thế thì phải làm thế nào? Chúng ta chỉ có thể trợn mắt nhìn Hàn Lão Đại và mọi người xảy ra chuyện sao? Lúc này, Trác Y Nhiên cũng buồn bực, tâm trạng không ổn định, bởi vì bây giờ tiến thoái lưỡng nan, cho dù đánh bọc sườn sao bọn chúng, kết quả rất có thể vẫn phải chịu cái chết. Sao đánh bọc sườn, vây đánh sau lưng hoặc bênh hông địch. Bọn họ đi ngàn dặm xa xôi để đến được đây, mạo hiểm vì quốc gia, vì chiến hữu, đội gió tuyết, cuối cùng mọi thứ đều thất bại trong gang tấc. Lưu Thừa Chí cúi đầu, trầm mặc nói. Quả thật nếu giống như Tần Lâm nói, chúng ta chỉ có một lựa chọn. Trác Y Nhiên kiên định mà nói. Không được, cho dù có chết, tôi cũng không thể để cho Hàn Lão Đại và mọi người chết ở đây. Lưu Thừa Chí tuyên bố hùng hồn, lạnh lùng nhìn Trác Y Nhiên. Cô chết thì có nghĩa lý gì chứ, nếu như có thể dùng mạng của tôi để đổi lấy hy vọng của bọn họ, tôi nguyện chết. Tiếc rằng, không làm được, không ai trong chúng ta làm được, đây đúng là kế hoạch tồi tệ nhất mà. Nếu như còn cơ hội tôi cũng không bao giờ bỏ qua nó, nhưng đó cũng là cách cuối cùng, cho dù cấp trên có biết thì cũng sẽ có kết quả như vậy thôi. Nếu như cô dám làm trái quân lệnh, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận. Trác Y Nhiên. Lưu Thừa Chí vô cùng buồn bực, nhưng lợi ích quốc gia cao hơn hết thảy, bất kỳ ai cũng phải nhường đường cho họ, bọn họ đến cứu người, chứ không phải đến để chết. Trác Y Nhiên siết chặt nắm đấm, cúi đầu, Tần Lâm thở dài một tiếng, có vẻ như bọn họ thực sự xúc động quá rồi, bây giờ kẻ địch có uy hiếp quá lớn, với bọn họ mà nói thì đúng là không hề có cửa thắng, cách làm của Lưu Thừa Chí là biện pháp duy nhất, tối đa hóa lợi ích, cũng không phải điều mà người như anh có thể quyết định. Được, đừng nói gì nữa, tôi đi do thám một chút. Tần Lâm biết, 11 cao thủ huyết mạch này, cho dù có là mình cũng chưa chắc giành chiến thắng, hơn nữa không biết thực lực của những người này đến đâu, anh chỉ mới hơi cảm giác được, những người này đều là cao thủ huyết mạch, cái này nhất định không sai, mình đã đả thông 6 kinh mạch, thậm chí còn tài hơn cả Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn sao? Sao Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, hai vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm? Có tai nghe những âm thanh theo gió.
Bây giờ Trác Y Nhiên và Lưu Thừa Chí đều rơi vào thế bí, bọn họ chắc chắn sẽ không quyết định chiến đấu, nhưng đây vẫn là điều nhất định phải làm. Một bên là tình cảm, một bên là lý trí, không ai sai, nhưng vì đất nước, chuyện bọn họ làm nhất định phải vì tối đa hóa lợi ích cho nước cho dân. Tần Đại Sư, cậu, có làm được không? Trác Y Nhiên nói nhỏ, bên trong là chiến hữu vào sinh ra tử với cô, bây giờ xảy ra chuyện này, không ai muốn cả, nhưng nếu như không làm gì mà rời đi như vậy, Trác Y Nhiên tin chắc mình sẽ xấu hổ đến cuối đời. Lúc trước là Hàn Lão Đại đưa cô vào đội đột kích Giao Long, Hàn Lão Đại vừa là thầy vừa là bạn, vô số lần cùng các anh em của mình kề vai chiến đấu, nếu như Trác Y Nhiên mất đi Hàn Lão Đại, cô sẽ không chấp nhận nổi. Tần Lâm nói, quay người đi về phía trước, lần này thứ anh phải đối mặt có lẽ là trận đại chiến sinh tử thật sự. Bây giờ cũng không còn cách nào khác, mấy người chỉ cần đi sau tôi là được, nhưng phải cẩn thận cách xa tôi một chút. Tần Lâm cẩn thận, ánh mặt vô cùng nghiêm túc, núi tuyết này vẫn khá thần bí, hơn nữa nhất định phải kính sợ nơi đây. Sự vĩ đại của thiên nhiên là thứ có lúc con người không thể chống lại được, dám đối đầu với thiên nhiên thì chắc chắn sẽ phải chôn thây. Điều duy nhất mà Tần Lâm lo là lở tuyết, mà Hàn Lão Đại cũng lo như vậy. Cho dù kẻ địch có mạnh đến đâu, nhưng vẫn phải kính sợ núi Côn Luân, nếu không cao thủ huyết mạch cũng chẳng là cái thá gì, có thể sẽ bị chôn vùi ở đây, trở thành mấy pho tượng băng. Hai bên đều muốn đánh đối phương nhưng e ngại, Hàn Lão Đại và mọi người khiếp sợ sức mạnh của kẻ địch, bọn họ có súng trong tay nhưng không dám nổ vì lo lở tuyết, cho nên từng bước bị dồn vào tuyệt vọng. Tần Lâm đi vào khoảng 300 mét, anh có thể thấy rõ được 11 người, mặc áo choàng đen, đứng giữa tuyết trắng, vô cùng nổi bật. Cho dù màn đêm có buông xuống, nhưng 11 người này vẫn không hề lười biếng mà thay phiên nhau canh gác quanh một hang động. Hang động trông rất lớn, có điều 11 người đứng ở cửa, không đi đâu cả, cứ tuần tra tới lui. Bây giờ với Liêu Thừa Chí và Trác Y Nhiên mà nói, hai người bọn họ giống như vịt nghe sấm, không nhìn thấy không sợ thấy, không biết địch ở đâu. Nhưng nếu như cứ tiếp tục, không bao lâu sau, bọn họ còn chưa phát hiện ra kẻ địch đã phát hiện ra họ rồi, điều này Tần Lâm có thể chắc chắn. 11 người này rốt cuộc có lai lịch như nào, vừa nhìn là biết không phải loại đơn giản. Trác Y Nhiên lo lắng hỏi. Sao rồi, Tần Đại Sư? Tần Lâm ngăn Trác Y Nhiên và Liêu Thừa Chí lại. Đúng là 11 cao thủ huyết mạch, hai người đợi ở đây đi, đừng bộp chộp, tôi thấy được bọn họ rồi, nếu cứ đi tiếp, tôi sợ sẽ bị lộ. Trác Y Nhiên vội vàng nói. Một mình anh đi á? Không được, Tần Đại Sư, thế thì quá nguy hiểm. Liêu Thừa Chí hít sâu một hơi rồi hỏi. Tần Lâm cười nhìn Liêu Thừa Chí, lúc này anh cũng không thể thuyết phục được ông ta nữa, không đích thân nhìn, không đích thân giao chiến, Liêu Thừa Chí sẽ không chùn bước, mục đích của ông ta rất đơn giản, ông ta chỉ muốn tận mắt nhìn sau đó mới ra quyết định. Trác Y Nhiên không muốn nhưng vẫn phải quay đầu rời đi, lúc này, Tần Lâm và Liêu Thừa Chí nhìn nhau, hai người cẩn thận đi về trước, không ngừng ép sát kẻ địch. Một thành viên của đội đột kích Giao Long lên tiếng hỏi. Đội trưởng Hàn, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chẳng nhẽ cứ ngồi đây chờ chết. Lúc này, Hàn Thâm nhíu mày, trong lòng buồn bực, đã 4 ngày rồi, đồ tiếp tế của bọn họ đã hết từ hôm trước, bây giờ bọn họ đều đói đến mức bụng sôi ủng ục, mặc dù với họ mà nói, đói thêm mấy hôm nữa cũng không chết được, nhưng tình hình bây giờ không đơn giản như vậy. Xung quanh chỉ còn lại 17 người, vốn có hơn 30 người, nhưng chết hơn nửa, mặt ai cũng u ám, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cái chết. 17 người, 7 người đàn ông, 10 phụ nữ đều là nhân tài của đội đột kích Phi Hoàng, nhưng bây giờ vắng mất một nửa. Quan trọng nhất là, nơi đây không phải chỗ tốt, băng tuyết ngày đêm, yêu cầu cho cơ thể của bọn họ cũng cao hơn, không có đồ tiếp tế, khó có thể chống đỡ được đến ngày thứ 3. Cơ thể sắp không chịu nổi rồi, nếu như thực sự không chết trong nơi rừng sâu núi thẳm này, bọn họ cũng là cá nằm trên thớt, đã đi vào trong hang động này thì chắc chắn không có đường ra. Đợi thêm chút xem thế nào, cô nói gì đi, Hồng Mai. Hàn Thâm nhìn người phụ nữ mặc áo trắng ở bên, lúc này bả vai và hai chân của cô đều nhuốm đầy máu, vết thương của cô ngày càng nghiêm trọng. Môi cô tái nhợt, trông vô cùng yếu ớt, nhưng vùng trán vẫn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt linh hoạt. Chỉ có điều lúc này hơi mờ đi. Cô là đội trưởng đội đột kích Phi Hoàng, Tạ Hồng Mai. Hàn Thâm hiểu rõ, nếu như không nhờ có Tạ Hồng Mai, bọn họ đã thua lâu rồi,
Tạ Hồng Mai liều mạng, trọng thương mới có thể đưa họ đến đây, nếu không bọn họ đã chết không chỗ chôn thân rồi. Thực lực của cô, thậm chí còn trên mình, không lâu về trước, khi nhận nhiệm vụ, cô cũng đã đả thông được một kinh mạch, trở thành cao thủ huyết mạch thật sự. Chính vì vậy, cô ấy mới có thể trụ được đến giây phút này. Nhưng cái giá phải trả chính là người của đội đột kích Giao Long và Phi Hoàng chết hơn nửa. Tổng cộng 18 chiến sĩ đã vĩnh viễn an giấc ngàn thu, hòa mình vào biển tuyết trắng. Ở nơi biên giới nhiệt huyết bùng cháy này, vì quốc gia, vì lãnh thổ, bọn họ đã từ bỏ tuổi trẻ và thậm chí là cả sinh mạng đáng quý. Bọn họ mới là những người đáng quý, đáng kính trọng nhất ở nơi đây. Không biết cấp trên đã nhận được tín hiệu xin chi viện của chúng ta chưa? Khuôn mặt đẹp của Tạ Hồng Mai phủ đầy tuyết trắng. Mỹ nữ khuynh nước khuynh thành giữa tuyết trắng như một áng thơ hay cuối cùng của ngọn núi Côn Luân này. Vẻ đẹp của cô trong trẻo mà lạnh lùng, khiến người ta vô cùng động lòng. Bây giờ bên ngoài toàn là kẻ địch, bọn họ một bước cũng khó rời. Không lâu trước đây, khi bị đẩy vào sơn động này, bọn họ dựa vào ba cây súng cuối cùng mới làm kẻ địch khiếp sợ. Có điều bây giờ bọn họ không dám nổ súng. Một khi nổ súng, 8 phần 10 là tuyết sẽ lở, vì tiếng súng quá to. Nhưng bây giờ mà xông ra ngoài thì chắc chắn chỉ có đường chết, 11 cao thủ huyết mạch đều là kẻ mạnh thật sự, bọn họ hoàn toàn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tần Lâm đoán chính xác, nếu như không có thứ để uy hiếp, bọn họ đã bị giết lâu rồi. Hàn Thâm cười nói, nhưng ánh mắt đầy băng giá, tâm tình bộc lộ rõ trong lời nói. Dù thế nào, sáng sớm ngày mai, chúng ta phải lựa chọn, dù là liều mạng xông ra hay ngồi đây đợi chết thì đều phải quyết. Sáng sớm ngày mai chúng ta xông ra, có thể giết được bao nhiêu thì giết, giết một tên không lỗ, giết hai tên càng lời. Hàn Thâm đã chuẩn bị để đối mặt với cái chết rồi, ai cũng vậy, để bảo vệ đất nước, cho dù ra ngựa bọc thây, cũng không tiếc. Hàn Thâm nghiêm túc nói. Chỉ có như vậy, dù viện binh có đến không, chúng chỉ có thể xông ra lần cuối. Anh chị em, lần này chắc sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta rồi, chuẩn bị hết đi. Nếu như có thể sống sót đi ra, thì đừng quên nói cho người nhà tôi, chúng ta không phải loại hèn nhát. Dám động vào Hoa Hạ cho dù có chạy bao xa cũng phải chết, lãnh thổ của nước ta không thể nhường cho chúng. Tạ Hồng Mai dằn từng chữ một. Cuộc sống là những gì tôi muốn, công lý cũng là những gì tôi muốn, nếu bạn không thể có được cả hai cùng một lúc, hãy chọn công lý và từ bỏ cuộc sống của mình. Hôm nay Tạ Hồng Mai tôi sẽ để bọn chúng biết, con cháu của rồng kiên cường thế nào. Trước mắt toàn tuyết trắng, bọn họ đã hết lương khô lâu rồi, đó chỉ có thể ăn tuyết, đây là thứ duy nhất để họ lót dạ. Đêm tối bao phủ lấy họ, cái chết dần dần lại gần bọn họ, có lẽ có người sẽ sợ, nhưng không ai sẽ lùi bước. Tần Lâm và Liêu Thừa Chí đã đến nơi cách đó chưa đầy 100 mét, có điều lúc này khiến Tần Lâm kinh ngạc là anh phát hiện ra hành động khác thường của đám người kia, mặc dù Tần Lâm rất bất lực, nhưng không thể không nói, Liêu Thừa Chí đã thực sự làm lộ tung tích của họ. Có người. Một người đàn ông nói một câu tiếng nước ngoài. Chỉ có một người, chẳng nhẽ là cứu viện của bọn chúng. Có điều Liêu Thừa Chí đã chuẩn bị sẵn rồi, ông ta bỗng nhiên đứng dậy, hai tay tung quyền, đánh một trận với tên nước ngoài. Liêu Thừa Chí bị ép lùi mười mấy bước, bước chân không ổn định, mặt mày dữ tợn. Liêu Thừa Chí buồn bực vô cùng, có điều lúc này dù thế nào mình cũng không đổ lỗi nổi nữa, Tần Lâm ở bên vẫn ẩn núp như cũ. Mà tên người nước ngoài không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh. Liêu Thừa Chí hét lớn, không lùi mà tiến, hai người lại giao chiến với nhau. Tên khốn, ông đây giết mày. Tên người nước ngoài vừa thấy Liêu Thừa Chí thẹn quá hóa giận thì hí hửng, tên này có vẻ không yếu, nhưng mình cũng chẳng có gì phải sợ cả. Chiêu thức của Liêu Thừa Chí hiểm ác, chiêu nào chiêu nấy dồn ép đối phương, hai người giao thủ liên tục hơn 10 chiêu, đối phương không ngừng tấn công, thêm phần khí thế. Dù sao cũng là cao thủ huyết mạch, Liêu Thừa Chí mặc dù cố gắng được mười mấy chiêu, nhưng thực lực của đối phương hoàn toàn chèn ép ông ta, khiến ông ta không có cách nào trả đòn. Hai người giao chiến, quyền trưởng đan sen, từng quyền đấm vào thịt, vô cùng kích thích, không ngờ tên người nước ngoài mặc áo khoác dài lại mạnh mẽ như vậy. Liêu Thừa Chí vô cùng buồn bực, mười mấy tên này cùng mạnh như thế thì mình sao có thể là đối thủ của chúng chứ? Bây giờ không biết Lão Hàn và mọi người như thế nào. Chứ mình sắp tàn phế đến nơi rồi. Liêu Thừa Chí cũng được coi là từng trải qua cả 100 trận chiến, nhưng đây là lần đầu ông ta gặp đối thủ lần này mạnh như vậy, tình cảnh vô cùng khó khăn.
Liêu Thừa Chí lùi về sau từng bước, cho đến khi ông ta bị ép đến bờ vực, Liêu Thừa Chí vô cùng cẩn thận, chỉ cần một phút bất cẩn là mình sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Liêu Thừa Chí tức giận nói. Rốt cuộc mày là ai? Tên người nước ngoài nói thứ tiếng Hoa hạ nửa mùa. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là mày chết rồi. Nằm mơ đi, cút cho tao. Liêu Thừa Chí không ngừng phản đòn, bổ ngang chém dọc, mở ra khép lại, có điều vẫn khó có thể mở con đường máu, cao thủ huyết mạch trước mặt ông ta như núi cao vậy. Hừ! Tên người nước ngoài quát một tiếng, Liêu Thừa Chí bị lật nhào trên đất, một cước tung ra, vô cùng ngang ngược. Tần đại sư, không ra tay thì còn đợi lúc nào nữa. Liêu Thừa Chí cắn răng nói, cuối cùng vẫn phải cầu cứu Tần Lâm, nếu như Tần đại sư không ra tay, ông ta chắc cũng xuống suối vàng. Liêu Thừa Chí biết mình đã trách nhầm Tần đại sư, nếu không vì ông ta, kẻ địch sẽ không phát hiện ra bọn họ, mình chết mà không chịu thừa nhận, lúc này chứng cứ rõ rành rành, mình đâu còn mặt mũi nhìn Tần đại sư nữa. Tần Lâm cười mỉm, Liêu Thừa Chí này đến chết mà còn cứng miệng. Có điều bây giờ có cứng nữa thì cũng phải cầu cứu mình, ông ta mà chết rồi thì đội cứu viện sẽ như rắn mất đầu. Sắc mặt Agudat lạnh lẽo, không khỏi giật mình, hắn không ngờ, ngay trước mi mắt mình vẫn còn một người đang trốn, vậy mà hắn không phát hiện ra. Kinh khủng quá, thực lực của người này chắc chắn trên hắn. Tần Lâm hỏi, bây giờ biết sai rồi sao? Biết rồi. Liêu Thừa Chí lầu bầu nói xong nhưng trong lòng vẫn buồn bực. Nhưng lúc này ông ta không còn đường lui nữa, Tần đại sư không ra tay, ông ta chết chắc. Tần Lâm xoay người, ba bước hóa hai, ép sát Agudat. Sắc mặt hắn trầm xuống, đối mặt với đòn tấn công của Tần Lâm, lập tức cầm chắc vũ khí, sẵn sàng nghênh chiến. Có điều Agudat không ngờ được, một quyền của Tần Lâm khiến hắn ngã lộn trên đất. Mẹ kiếp! Mạnh quá! Không đánh được, chạy thôi! Agudat không cố đánh nữa. Một chiêu đã bại, thực lực thực sự của Tần Lâm cuối cùng đã khiến Liêu Thừa Chí sững sờ, cao thủ huyết mạch trong tay Tần Lâm còn không đỡ nổi một chiêu. Thần kỳ quá! Trước kia Liêu Thừa Chí còn muốn so chiêu với Tần Đại Sư, giờ nhìn lại, Tần Đại Sư chẳng qua không thèm để ý đến ông ta, nếu không ông ta đã sớm bị đánh một trận thê thảm rồi. Agudat biết mình không địch lại, hắn không tiếp tục đánh với Tần Lâm nữa bởi hắn không có một mình, mà còn nhiều đồng đội, nên phải mau rời đi. Tìm kiếm chỗ nương tựa. Một mình hắn không phải đối thủ thì 10 người chắc chắn là đối thủ. Nhưng tốc độ của Tần Lâm nhanh hơn Agudat nhiều, với 7 bước đã tóm được Agudat, lúc này sắc mặt hắn thay đổi, không dám hét lớn, một khi tuyết lở thì hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đừng! Sắc mặt Agudat thay đổi, nhưng một chưởng của Tần Lâm vẫn rơi trên đầu hắn, lúc này mặt Agudat bị vả cho tái xanh, toàn thân run rẩy. Miệng tóe máu, nháy mắt mất đi khả năng chiến đấu. Tần Lâm bóp chặt cổ Agudat, mặt mày âm trầm, lạnh lùng nói. Nói đi, mày là ai? Tại sao bọn mày lẻn vào hoa hạ? Agudat nghiến răng nghiến lợi nói. Không nói, có bản lĩnh mày giết tao đi. Tao khuyên mày tốt nhất nên thả tao ra, nếu không người bên tao sẽ không để mày yên đâu. Dám uy hiếp tao? Tần Lâm cười, bóp gãy cổ Agudat. Rắc rắc. Thời khắc ấy, ngay cả Liêu Thừa Chí cũng sững sờ, đại ca à, cậu hỏi một cái rồi bảo giết là giết luôn hả? Giết người không thấy máu. Đây mới là kẻ ác thật sự. Sao cậu không hỏi gì chứ? Liêu Thừa Chí buồn bực, khó khăn lắm mới có một tên do thám, nhưng lại bị Tần Lâm giết, ông ta không khỏi tức giận, không thể phủ nhận Tần Lâm rất mạnh, có thể được xưng làm đại sư cũng có thực lực chứ không chỉ hữu danh vô thực, nhưng cuối cùng anh vẫn quá lỗ mãng. Tần Lâm lạnh lùng nói. Hỏi gì bây giờ, ông nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của hắn rồi đấy, ông có thể hỏi gì được chắc, cứ làm thịt luôn cho nhanh. Cậu, Liêu Thừa Chí muốn nói nhưng thôi, dù sao thực lực của Tần Lâm hoàn toàn đè bẹp ông ta, hơn nữa người là do anh bắt lại. Muốn hỏi thì đi bắt một tên khác là được mà. Tần Lâm nói xong, ung dung khiến Liêu Thừa Chí vô cùng bực bội, nhưng dẫu sao, năng lực của ông ta cũng không bằng người ta. Lúc này, Trác Y Nhiên đưa mọi người trở lại, bởi vì Tần Lâm quyết định sẽ đọ sức một trận với họ. Mặc dù Liêu Thừa Chí vẫn nơm nớp lo sợ, nhưng người mạnh thì có quyền phát biểu, điều này không thể nghi ngờ, cho dù ông ta không muốn ra tay, muốn từ từ tra hỏi, nhưng Tần Lâm vẫn xông lên trước thì ông ta cũng chẳng làm gì được. Giết! Một chữ khiến tất cả mọi người không lạnh mà run,
Lần này bọn họ đi từ núi Côn Luân vào biên giới Hoa Hạ là để đại khai sát giới, mà không đợi đến lúc vào trong biên giới Hoa Hạ đã bị người ta nhằm vào rồi, vậy nên xảy ra đại chiến kịch liệt với Hàn Thâm. Có điều người dám chắn đường bọn họ, chắc chắn không thể khinh thường. Sau khi đại tế ti ra lệnh, 10 người còn lại đều sốc lại tinh thần, vậy thì làm một trận máu lửa thôi. Lúc trước bọn họ vẫn ngại ngần đối phương có súng, có thể gây ra lở tuyết, nhưng bây giờ đối phương đã gọi viện binh đến, vậy nên bọn họ không cần tiếp tục nương tay nữa. Có sức đánh một trận, bọn họ sẽ không lấy súng ra, ai mà chẳng biết tuyết lở nguy hiểm đến đâu, nhỡ may xảy ra lở tuyết, bọn họ chết chắc. Lúc trước đám Hàn Thâm đã nghĩ ra đối sách cuối cùng, nếu như viện binh không đến, bọn họ sẽ dùng cách chết chùm, như vậy thì có thể khiến cho đám người nước ngoài vĩnh viễn chôn thây nơi đây. Đất Hoa Hạ không được phép xâm phạm, lãnh thổ cả vạn dặm, phải giữ được tất đất cuối cùng. Đây chính là quan điểm của họ, là mục tiêu của họ. Tần Lâm đưa theo người của đội đột kích Giao Long và đội đột kích Liệp Báo xông lên núi cao, quyết chiến một trận sinh tử, hơn nữa nhất định phải nhanh nhất có thể, nếu không bọn Hàn Thâm sẽ ngày càng gặp nguy hiểm. Trong thời khắc quan trọng, khi không được đảm bảo về tính mạng, bọn họ nhất định sẽ đi vào đường cùng. Điều này không chỉ Tần Lâm mà bên địch cũng nghĩ vậy. Liêu Thừa Chí nghiêm túc nói, nếu như Tần Lâm không nắm chắc thì trận chiến này nguy hiểm vạn phần. Tần Đại Sư, cậu có chắc không? Tần Lâm nói thẳng. Không. Ngay cả địch là ai tôi cũng không biết, vậy thì lấy đâu ra mà chắc chắn. Ít nhất tôi phải thấy được đối thủ là ai, có điều chúng ta đã hết đường rồi, chỉ có thể quyết một trận sống mái. Trác Y Nhiên trịnh trọng nói. Tần Đại Sư nói đúng lắm. Đội trưởng Liêu, chúng ta nghe Tần Đại Sư là được. Liêu Thừa Chí trợn trừng mắt, ông đây mới là chỉ huy đấy, biết chưa? Bọn họ, hai người bọn họ liên hợp với nhau bắt nạt tôi, đúng là thà chết chứ không chịu nhục mà. Có điều Liêu Thừa Chí biết, Tần Lâm mới là người bọn họ có thể dựa vào, có thực lực là có quyền phát biểu, mình dù không muốn nhưng đây không phải lúc để bực tức, ông ta vẫn hiểu phải xem xét thời thế. Lúc này... Tất cả mọi người đều di chuyển về phía Tần Lâm, mà chín bóng dáng mặc áo choàng đen trắng xen kẽ nhau, cũng xuất hiện trước bọn họ. Cho dù bọn họ mày là ai, dám động vào Hoa Hạ thì nhất định phải chết. Tần Lâm lạnh lùng nói, nhìn chín tên kia, thực lực của họ đều mạnh hơn Liêu Thừa Chí, trận đấu này đúng thật không đơn giản. Giết! Chín người này mặt mày âm trầm, không hề lùi bước, lúc này Trác Y Nhiên và mọi người cũng sốt ruột hẳn. Đều là cao thủ huyết mạch. Điều này mọi người đều khó có thể đoán được, mấy người này, một người thôi cũng có thể dễ dàng hạ gục 10 người, cho dù người bên họ có tận 40-50 người, e rằng chưa chắc đã chiếm ưu thế, hơn nữa có khả năng còn bị đối phương gây trọng thương. Nếu như bọn Hàn Thâm còn sống, thêm với người của Hàn Thâm, bọn họ còn có cơ hội, nhưng cũng chỉ là cơ hội mong manh thôi. Tần Lâm hiểu rõ, nếu mình đối phó với 9 người này, cũng không dễ dàng, cao thủ huyết mạch mặc dù càng ngày càng mạnh. Nhưng không có một cao thủ huyết mạch nào có thể đứng một mình, trình độ mà nhân lên thì đúng không đơn giản. Ba cao thủ nhất mạch có thể đánh bại được một cao thủ nhị mạch, khoảng cách giữa những cao thủ huyết mạch trên thực tế không có lớn như họ tưởng tượng, chín người này, ngay cả anh cũng không nắm chắc liệu mình có thắng không. Quan trọng nhất là, Tần Lâm có thể thấy được sự mạnh mẽ ngang ngược cùng với vẻ thấy chết không sờn của họ, điều này so với đội đột kích Giao Long thì mạnh hơn nhiều. Bởi vì... Tần Lâm cảm thấy bọn họ không phải là người mà đã thoát khỏi phạm vi của con người, bọn họ giống như người máy không có tình cảm vậy. Ánh mắt đó giống nhau như đúc, ánh mắt đó thể hiện sát ý, chỉ vì giết người mà chiến đấu. Những người này không chỉ là cao thủ huyết mạch, mà kinh khủng hơn, bọn chúng là những con ác ma thích giết người từ trong xương cốt. Bọn họ rốt cuộc à ai? Đúng lúc đó, trên một hòn đá lớn, một bóng người mặc áo choàng trắng. Ngạo nghề đứng đấy, lạnh lùng nói. Khẩu khí lớn phết, người Hoa Hạ bọn mày có vẻ cũng chỉ thế thôi nhỉ. Hôm nay, bọn mày đều phải chết. Liêu Thừa Chí lạnh lùng nói. Muốn diễu võ dương oai ở đất Hoa Hạ bọn tao, mày không xứng đâu, quân trộm cướp, hôm nay bọn tao dù có chết cũng phải lấy mày làm đệm lưng. Lauren Anegi cười mỉm, gã để râu quai nón, còn đeo một cây thánh giá vàng chói mắt. Cứ đánh thắng trước 9 võ sĩ thần thánh bọn tao rồi hãng nói. Tòa thánh vậy mà là một tổ chức điên cuồng giết người, thật là thú vị. Không cần biết binh đoàn võ sĩ thần thánh mạnh đến đâu, đó là việc của mày.
dù nguyện vọng của giáo hoàng lớn đến đâu, đó cũng là việc của mày. Nếu mày muốn gây chuyện ở Hoa Hạ, tao sẽ chơi với mày đến cùng. Cho dù giáo hoàng có ở đây, tao cũng sẽ không bao giờ nhường bước. Thật là tên nhãi không biết trời cao đất dày là gì, ngày tận thế của Hoa Hạ bọn mày đang đến rồi đấy. Lauren Anegi lạnh lùng nói, ngay lập tức, 9 võ sĩ thần thánh lao tới, sát khí ngút trời. Lần này chúng ta thiệt mất rồi. Liêu Thừa Chí nhìn về phía Tần Lâm rồi trầm giọng nói, nếu biết người của binh đoàn võ sĩ thần thánh đến từ tòa thánh phương Tây thì Liêu Thừa Chí đã sớm mời cao nhân đến cứu viện rồi, bởi vì ông ta biết mình và người của binh đoàn võ sĩ thần thánh căn bản không hề cùng đẳng cấp, những tên này còn tàn nhẫn hơn cả máy bay hay đại bác nữa kia. Bọn họ chính là từ để thay thế cho, tử thần, đến từ những tòa thánh lưỡi liềm đáng sợ nhất. Tôi đã nói rồi, cho dù ông trời có đến đây cũng không được. Tần Lâm thoáng cười, sau đó nhìn sang Liêu Thừa Chí, anh đã chuẩn bị để nghênh chiến với đám võ sĩ thần thánh kia. Năm tên võ sĩ thần thánh sát khí đằng đằng, lập tức xông về phía Tần Lâm. Sức mạnh của võ sĩ thần thánh được tạo nên từ những lần vào sinh ra tử, đào thải cả mấy trăm nghìn người mới có thể tìm kiếm ra được những tên ác quỷ như thế này, bọn họ chính là những tử sĩ của tòa thánh. Mỗi một võ sĩ thần thánh đều là người được chọn trong hàng chục nghìn người. Còn hiếm hơn rất nhiều khi so với binh vương trong đội biệt kích, bởi vì khi giết người thì cái hơi thở của ác quỷ kia lại trỗi dậy, đó là thứ mà người của đội biệt kích không có, bọn họ không hề sợ hãi cái chết, chỉ nghe theo mỗi mệnh lệnh của giáo hoàng. Giết người, lại giết người. Còn chắc y nhiên bọn họ là vì muốn cứu người, mỗi một võ sĩ thần thánh đều đã giết ít nhất cả nghìn người, so với hàng tá người ngoài kia thì giết một người hay hàng ngàn người thì cũng không có gì khác nhau. Năm võ sĩ thần thánh vừa ra tay với Tần Lâm liền bắt đầu xuất chiêu đoạt mạng. Người lúc trước căn bản không phải là võ sĩ thần thánh, cho dù có phải thì cũng chỉ là một tên yếu ớt, khi năm người này kết hợp lại thì Tần Lâm mới cảm nhận được sự lợi hại của võ sĩ thần thánh. Trong chiến đấu, bọn họ chỉ có một lý tưởng duy nhất, đó là giết giết giết. Không có thương vong thì không lùi bước. Đây chính là mục đích của bọn họ, trong lòng Tần Lâm bỗng cuộn trào. Sát khí toát ra từ đám người này thật khiến anh phải cau mày, bọn họ tồn tại vì cái gì đây? Quyền lợi chăng, chỉ có giáo hoàng ở tòa thánh Vatican mới có thể chỉ thị được bọn họ, sự tồn tại của tòa thánh cũng đồng nghĩa với việc là mối đe dọa cho thế giới phương Tây. 10 võ sĩ thần thánh đích thân lên núi Côn Luân, bọn họ thật sự rất xem trọng Hoa Hạ, nhưng lần này người bọn họ gặp lại là Tần Lâm. Sức mạnh của Tần Lâm hoàn toàn vượt qua bọn họ. Khoảng cách giữa cao thủ nhất mạch và cao thủ lục mạch là vô cùng lớn, cho dù 5 người bọn họ có liên thủ với nhau thì Tần Lâm cũng không hề sợ hãi. Anh thành thạo, nhưng không chắc người khác cũng sẽ thành thạo. Lúc này, Liêu Thừa Chí và Trác Y Nhiên đã liên tục bị võ sĩ thần thánh áp chế, bọn họ khổ không nói nên lời, phải 20 thành viên của đội mới có thể đánh nổi với một võ sĩ thần thánh, nhưng kết quả vẫn không thể chắc chắn được. Ngay lúc này, Chu Khuê An lại muốn chuồn đi. Trong mắt anh ta mà nói thì đám người này không khác gì ma quỷ, anh ta không thể đấu với nhiều người như vậy được, thực lực của binh đoàn võ sĩ thần thánh này mạnh nhất tòa thánh, đây chẳng phải là đang lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết hay sao? Không được, mình phải trốn khỏi đây thôi. Chu Khuê An nhân lúc mọi người bị đám võ sĩ thần thánh áp chế thì chuồn đi, anh ta nhanh chóng trốn đằng sau một tảng đá lớn. Các người là một đám ngu ngốc, để tôi xem thử mấy người có đánh lại được hay không. Bọn chúng là võ sĩ thần thánh đó. Ôi cha mẹ ơi, mình phải biến trước đây. Chu Khuê An biết rằng lần giao chiến này không biết sống chết ra sao, tại sao mình phải ở lại đây chết cùng với đám não tàn này chứ? Lúc này ở trong hang động, Hàn Thâm và Tạ Hồng Mai đang đưa mắt nhìn nhau, hai người đều đang cảm thấy khiếp sợ, bởi vì bên ngoài đang xảy ra ẩu đả, tuy âm thanh không quá lớn, nhưng bọn họ vẫn đang chờ cơ hội, làm sao có thể bỏ qua được chứ? Bây giờ mọi người cứ ở yên đây, án binh bất động. Vương Man, đi theo tôi. Hàn Thâm dẫn theo cấp dưới rồi rời khỏi hang động, ngay khi tới miệng hang thì bọn họ liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thưa sếp, là đội phó Trác, còn có cả đội trưởng Liêu. Đội biệt kích Giao Long và đội biệt kích Liệp Báo đều đang ở đây, xem ra tín hiệu cứu viện của chúng ta đã được truyền ra ngoài rồi. Vương Man kích động đến mức nói không thành lời, còn hơi lắp bắp. Thậm chí còn không dám tin việc đang xảy ra trước mắt. Chính là bọn họ. Hàn Thâm cũng mặt mày hớn hở, gật đầu lia lịa. Cậu mau đi thông báo cho đội trưởng Tạ đi,
chuẩn bị để nghênh chiến với đám chó từ tòa thánh này. Vâng, thưa sếp. Vương Man nhanh chóng trở về hang động để báo cho Tạ Hồng Mai, còn Hàn Thâm sẽ xông lên tiền tuyến trước. Bây giờ Trác Y Nhiên và Lưu Thừa Chi đều đang ở trạng thái bị động, cũng có thể nói là liên tục thất bại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi. Tôi đến đây. Hàn Thâm đột nhiên quát lớn, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là người của đội biệt kích Giao Long, bọn họ vô cùng vui mừng, sếp của bọn họ, nòng cốt của bọn họ, Hàn Thâm vẫn còn sống. Hàn Lão Đại. Hàn Lão Đại quay lại rồi. Về hết rồi, ha ha ha. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, mặc dù chưa chắc Hàn Thâm có xoay chuyển được tình thế hay không, nhưng đó lại là chỗ dựa của bọn họ đến đây là vì Hàn Lão Đại. Ông vẫn luôn là hình mẫu bất diệt trong lòng bọn họ. Hàn Lão Đại. Trác Y Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Thâm, bọn họ liền biết rằng trận chiến này dường như đã có hy vọng rồi, công sức mà bọn họ bỏ ra đã không hề uổng phí. Đam Mỹ hát văn. Tôi biết là anh sẽ không chết đâu mà, ha ha ha. Một mình Tần Lâm đánh năm cũng đã thu hút sự chú ý của Tạ Hồng Mai, chỉ có một mình mà đấu với năm võ sĩ thần thánh, ngay cả cô cũng không dám tưởng tượng đến. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Một mình anh sao có thể gánh vác hết trọng trách của mọi người được, nếu là bọn họ thì có lẽ đã thua đến thảm hại rồi. Cút! Tần Lâm vừa quát lên, năm tên võ sĩ thần thánh lập tức bị đánh lùi về sau, hơn nữa còn trông vô cùng nhếch nhác. Ngay lúc này, đại tế ti Lauren Anegi đang đứng quan sát trên tảng đá đã không thể chịu nổi nữa, gã bèn ra tay. Đúng là một đám không biết trời cao đất dày. Người của tòa thánh mà cũng dám cản, hôm nay chúng mày hãy chết hết đi. Ánh mắt Lauren Anegi đanh lại. Sức chiến đấu của Tần Lâm thật đáng kinh ngạc, nhưng rõ ràng kinh nghiệm của anh không thể bằng được với võ sĩ thần thánh. Nếu như võ sĩ thần thánh không dựa vào cách thức và kinh nghiệm của mình để tạm thời giữ chân Tần Lâm, thì có lẽ năm người bọn họ đã không thể cản nổi anh quá 10 phút rồi. Nếu anh không ra tay thì trận chiến này sẽ trở nên bế tắc. Tần Lâm càng đánh càng cảm thấy vui. Ngày càng theo như ý mình. Mặc dù anh đã là cao thủ lục mạch, nhưng dù gì cũng còn ít kinh nghiệm, đặc biệt là trong trận chiến với kẻ mạnh thực sự thì hầu như không có. Thực ra mà nói thì anh đã sớm có thể đánh bại được năm tên này, nhưng cơ hội để rèn giũa bản thân như thế này là rất hiếm, vậy nên Tần Lâm mới không ngừng nâng cấp bản thân bằng cách cho phép võ sĩ thần thánh tung ra nhiều chiêu hơn nữa, như vậy mới khiến cho anh tăng được kinh nghiệm cũng như thực lực trong các trận chiến. Lauren Anegi đang chuẩn bị giết tên khốn này, từ trước đến giờ võ sĩ thần thánh chưa từng thua như vậy, nhưng lần này lại vì chuyện của bản thân mà thất thủ, vậy thì sau này gã sẽ trở thành trò cười của mấy tên đại tế ti ở tòa thánh mất, ngay cả giáo hoàng cũng sẽ hỏi tội gã. Vậy nên Lauren Anegi nhất định phải tóm được Tần Lâm trước mới được, gã không thể tiếp tục đùa giỡn với anh nữa. Đúng là thứ không biết điều, hôm nay tao phải chơi với mày đến cùng mới được. Lauren Anegi cười khẩy, sau đó nhanh chóng tiến vào đám võ sĩ thần thánh kia làm thủ lĩnh, lập tức khiến cho tình hình của Tần Lâm trở nên căng thẳng. Tên Lauren Anegi này là đại tế thi thứ thiệt đó, nếu như hắn thật sự ra tay thì Tần Đại Sư có chịu nổi không đây? Hàn Thâm không khỏi lo lắng, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Khó nói lắm. Ánh mắt Liêu Thừa Chí đột nhiên thay đổi, xem ra năm tên võ sĩ thần thánh đã là giới hạn của Tần Đại Sư rồi. Hai bên nãy giờ vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng cũng chỉ đang giao tranh rất hòa bình, nhưng một khi đại tế ti Lauren Anegi ra tay thì Tần Lâm sẽ rơi vào thế bị động, thậm chí sẽ xảy ra nguy hiểm. Để tôi đi giúp cậu ấy. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói, dù sao cũng chỉ có cô là cao thủ huyết mạch, ngay cả Hàn Thâm và Liêu Thừa Chí cũng không phải là đối thủ của cô, nếu là người khác thì có lẽ sẽ liên lụy cho Tần Đại Sư, hơn nữa còn làm cho Tần Đại Sư phân tâm. Tạ Hồng Mai nhanh chóng tiếp cận tên võ sĩ thần thánh ở phía sau Tần Lâm, nhưng lúc này Lauren Anegi cũng xông tới, đánh một quyền về phía Tạ Hồng Mai, khiến cho cô lùi về sau mười mấy bước, sắc mặt tái mét. Tạ Hồng Mai vốn đã bị thương, trong cuộc chiến này, cô đã giống như một cây đèn cạn dầu, nhưng nếu không liều mạng chiến đấu thì có lẽ Tần Đại Sư sẽ là người đầu tiên hy sinh mất, đó là điều mất mát lớn nhất cho đội biệt kích của bọn họ. Nếu Tần Đại Sư vì giúp bọn mà chết ở đây thì sẽ khiến cho Tạ Hồng Mai cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng lúc này đây, Tần Đại Sư chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nhìn thấy Tạ Hồng Mai xuất hiện, Tần Lâm bỗng sững ra một lúc, liền cảm thấy thoải mái. Không cần lo cho tôi đâu,
người ở đây cứ giao cho tôi là được. Tần Lâm nhìn sang Tạ Hồng Mai, thấy cô có vẻ khó tin, nhưng sự kiêu ngạo của Tần Lâm cũng khiến cô có hơi khó chịu. Cậu có biết đó là ai không? Là đại tế ti của tòa thánh thần thánh đó, là trụ cột của toàn bộ tòa thánh Vatican, ít nhất cũng là cao thủ tam mạch, sao cậu có thể đánh lại được chứ? Một mình cậu không thể chịu nổi đâu, để tôi tác chiến cùng cậu, may ra mới có cơ hội sống sót. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói. Thật xin lỗi, không cần cô lo đâu. Tần Lâm cười gượng, cô đến giúp tôi nhưng lại làm tôi rơi vào thế bị động đó. Tạ Hồng Mai không thể nói gì, từ lúc một mình Tần Lâm đánh với đám võ sĩ thần thánh thì anh đã không thể chịu đựng một mình rồi. Anh căn bản không phải là đối thủ của đám người này, trận chiến này liên quan đến sự sống chết của đội biệt kích bọn họ, nhất định bọn họ phải chiến đấu đến cùng. Vì gia đình và đất nước, vì lãnh thổ của dân tộc, một tấc đất cũng không bỏ sót. Nhưng sau khi Tạ Hồng Mai tham gia vào trận chiến giữa Tần Lâm và Lauren Anegi thì anh đã rơi vào thế bị động, vốn định trong vòng 10 phút sẽ đánh gục tên Lauren Anegi, nhưng không thể ngờ Tạ Hồng Mai lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất. Tạ Hồng Mai bị thương rất nặng, hơn nữa vết thương còn đang dày vào cô, đây là điều làm cho Tần Lâm hết sức ngưỡng mộ, vì để chiến đấu đến cùng, cô hoàn toàn không thèm để ý đến đối phương, cho dù chịu không nổi nhưng vẫn không khuất phục, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Nhưng Tần Lâm lại không hề muốn chết, cho dù cô vô cùng cố chấp, nhìn thì có vẻ giống như đang song kiếm hợp bích với Tần Lâm, nhưng thực ra là đang làm rối loạn từ bên trong, mấy cú đấm chí mạng của Tần Lâm suýt mấy lần đánh trúng cô. Nhưng phải nói rằng sức mạnh của Lauren Anegi là vô cùng đáng sợ, tên này hết sức xảo quyệt, điều này thì không cần phải nói, gã đã nhìn ra Tạ Hồng Mai không còn tác dụng gì rồi. Còn Tạ Hồng Mai lại giống như một chú lợn đang vô thức gặm chân mình. Đánh như chết đi sống lại với võ sĩ thần thánh. Trác Y Nhiên nhìn bộ dạng anh tuấn của Tần đại sư liền cảm thấy giống như thần thánh hạ phàm, vô cùng hào kiệt, đàn ông như vậy mới đẹp làm sao. Nhưng đây là chuyện tình cảm trai gái bình thường, Tạ Hồng Mai và Tần Lâm vẫn còn đang giao chiến kịch liệt với đại tế ti mà vẫn ngầu như vậy. Đã cho mặt mũi còn không biết điều, bọn bây chết hết đi. Lauren gào lên, gã nhanh như chớp phóng về phía Tạ Hồng Mai. Dùng sức mạnh phi thường vừa đánh vừa đá vào Tạ Hồng Mai khiến cô bay xa mười mấy mét. Hồng Mai. Liêu Thừa Chí vẫn luôn có tình cảm sâu đậm với Tạ Hồng Mai, lúc này khi thấy Tạ Hồng Mai bị đánh bay ra thì vô cùng lo lắng, nhưng ông ta vẫn còn đang giao chiến với võ sĩ thần thánh, tình hình càng lúc càng trở nên khó khăn. Đội trưởng Tạ. Trác Y Nhiên lẩm bẩm, trong lòng không khỏi sốt ruột, chẳng phải là sắp toang rồi sao? Đội trưởng Tạ đã thua rồi. Chắc Tần đại sư cũng không phải là đối thủ của đám người ở tòa thánh đó đâu nhỉ. Tên đại tế ti đó vô cùng đáng sợ, một khi gã đánh bại được Tần Lâm thì bọn họ cũng coi như xong, chẳng lẽ bọn họ thực hiện xong kế hoạch cuối cùng rồi chết hay sao? Cho dù có là Hàn Thâm cũng hết sức nghiêm nghị, Tạ Hồng Mai đã không còn đứng dậy được nữa, lúc này tình thế của bọn họ lại càng trở nên nguy cấp, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ chỉ còn cách đồng quy vu tận với kẻ địch, Hàn Thâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xem nhẹ cái chết. Hàn Thâm trầm giọng nói. Xem nhẹ cái chết. Tất cả mọi người nhìn sang Hàn Thâm, trong lòng phừng phực khí thế chuẩn bị đấu tranh vì Tổ quốc. Nhưng lúc này Tần Lâm lại thở phào nhẹ nhõm, cho dù có bị đánh thì Tạ Hồng Mai vẫn không hề thua, trận chiến này đúng là thập tử nhất sinh. Lauren đánh văng Tạ Hồng Mai trong phột phát, đương nhiên điều này đã làm giảm nhuệ khí của bọn họ. Nhưng Tần Lâm sẽ không thể nào để yên như vậy được. Lần này Lauren xông lên đã trực tiếp đánh gục Tạ Hồng Mai, không phải do anh không cứu cô, là vì cô đã quá bốc đồng, Tạ Hồng Mai luôn cho rằng mình có thể động được vào Lauren, nhưng kết quả thì sao chứ? Vừa đụng thì, đã đi đi sân lúc trình diễn thật sự. Tần Lâm thoáng cười, bóng người hóa thành một luồng ánh sáng, ngay cả Lauren cũng không hề chú ý rằng Tần Lâm lại xuất chiêu nhanh như vậy, hệt như một tia chớp, không sao cản được. Thái cực quyền vừa có thể tấn công và phòng thủ. Như mây bay nước chảy, mỗi cú đấm đều vừa nhu vừa cương, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại có thể giết người trong phút chốc. Chuyện sắc. Trước trận chiến với các võ sĩ thần thánh, Tần Lâm cũng đã học được không ít kinh nghiệm, chiêu chí mạng của đám võ sĩ thần thánh này vô cùng rõ ràng, không hề có chút nào thừa thãi, chỉ cần một đòn là có thể kết liễu được một người, cũng không cần phải là chiêu thức đẹp đẽ gì cho cam, chỉ cần có thể giết người là được. Cơ bắp, ánh mắt. Từng cử động của bọn họ đều như một cỗ máy giết người, chỉ sống để chiến đấu, đức tin của bọn họ chỉ có một,
đó chính là tòa thánh. Binh đoàn võ sĩ thần thánh, tồn tại vì tòa thánh, sống mãi với giáo hoàng. Tần Lâm không hề để tâm, ánh mắt anh như thiêu đốt, lần này anh sẽ không nương tay nữa, dưới tình huống nguy cấp này thì Tần Lâm phải bắt đầu phản công triệt để mới được. Vốn tưởng rằng sau khi mất đi sự hỗ trợ của Tạ Hồng Mai thì binh đoàn võ sĩ thần thánh được dẫn dắt bởi Lauren sẽ có thể đánh bại được Tần Lâm, nhưng tất cả bọn chúng đều sẽ được chôn cất tại nơi đây, mãi mãi không thấy được ngày mai. Ngay cả Tạ Hồng Mai cũng nhắm mắt nằm chờ chết, bởi vì Lauren đã nhắm đến cô rồi. Bản thân có chết cũng không tiếc, nhưng còn Hàn Thâm và những người khác đều đang ở đây, nếu mọi người cũng chết thì vô cùng đáng tiếc, thân là thủ lĩnh có bỏ mạng cũng chẳng sao, nhưng anh em nhất định phải sống sót. Nhưng ngược lại, trong màn khói mù tuyệt vọng đang bao trùm, Tần Lâm đã đột nhiên xuất hiện như một con ngựa hoang, ngay cả năm tên võ sĩ thần thánh vây quanh cũng bị Tần Lâm đánh bay ra xa. Ngay thời khắc này, tất cả mọi người đều sững sốt, chết lặng tại chỗ. Một tên võ sĩ thần thánh hung hãn trong mắt bọn họ lại không thể chịu nổi một đòn, ngay lúc này đây Tần Lâm chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là đại tế ti của tòa thánh, Lauren. Chỉ cần gã chết thì không ai có thể đe dọa được mạng sống của bọn họ nữa, Tần Lâm đã hạ quyết tâm để giết Lauren. Từ tên võ sĩ thần thánh một ngã xuống trước mặt đại tế ti Lauren, sắc mặt gã đanh lại, tên này giống như rồng bay trên trời vậy, thật là kinh khủng. Lúc này Tần Lâm đã đứng ngay trước mặt Lauren. Cả hai cùng bắt đầu trận chiến. Không tồi nhỉ, mày đã làm cho tao bất ngờ đấy. Hoa Hạ có cao thủ như vậy thì cũng không uổng phí khi để tao ra tay. Lauren nói với vẻ tự tin, sát khí đằng đằng ép sát Tần Lâm. Vì sự giao phó của giáo hoàng, gã không thể nào tiếp tục im lặng được nữa. Lauren vô cùng mạnh mẽ, gã tung quyền đánh về phía Tần Lâm, hai cú đấm va vào nhau, khiến cho người khác phải cảm thấy rùng mình. Nếu như cú đấm này đánh trúng ai trong số họ thì bọn họ sẽ đi bán muối mất. Nhưng Tần Lâm và Lauren đều không phải loại tầm thường gì, cuộc đối đầu giữa hai người vô cùng ngoạn mục, đây mới chính là cuộc chiến giữa những cao thủ thật sự. Tạ Hồng Mai nhìn bóng lưng cao lớn của Tần Lâm, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hình như vừa rồi cô đã trở thành gánh nặng của Tần Lâm, nếu như không có cô thì hai người đã sớm giao đấu với nhau rồi. Tần Lâm muốn đánh địch nhưng vẫn còn e ngại. Vậy nên anh mới vào thế bị động đến mức không thể hiện được sức mạnh của mình, cho đến khi Tạ Hồng Mai ngã xuống thì anh mới dốc hết sức để chiến đấu. Không ngờ người này lại mạnh đến vậy. Một kiếm đánh thẳng vào Vatican, tung hoành ngang dọc trốn phương Tây, không ai có thể ngăn cản được, người đợi gọi ông ta là tuyệt thế vô song. Vào lúc bấy giờ, cái tên đó vô cùng đáng sợ, có vô số gia tộc siêu cấp ở phương Tây đều phải coi mặt ông ta mà sống. Hơn nữa, theo như lời đồn thì người này không thèm coi ai ra gì. Nên được gọi là Đông Phương Chí Tà, chỉ với một thanh kiếm nhưng không ai là không dám nghe theo. Chỉ tiếc rằng ông ta đã bạt vô âm tín hơn 20 năm rồi. Nhưng trên người Tần Lâm lại toát ra được hình dáng năm đó, khiến cho Lauren hồi tưởng lại. Chiêu thức của Tần Lâm tuy đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn đè bẹp được sức mạnh của Lauren, vậy nên gã không còn cơ hội nào cả. Chỉ có thể dồn hết sức để đánh trả Tần Lâm mà thôi. Quá đáng sợ rồi. Liêu Thừa Chí nhìn thấy Tần Lâm một mình đánh bay kẻ địch liền tỏ ra kinh hãi. Tần Đại Sư đúng là không tầm thường. Nếu như anh dùng hết sức thì không chỉ có mỗi ông ta, mà ngay cả đội biệt kích Liệp Báo cũng toi nữa là. Đây mới thực sự khiến người ta run sợ. Điều này càng làm cho đám đông phấn khích và ý chí chiến đấu cao hừng hực. Dưới sự lãnh đạo của Tần Lâm thì bọn họ càng trở nên thiện chiến, có chết cũng không ngừng. Bốn võ sĩ thần thánh đã hoàn toàn bị bọn họ áp chế, hơn nữa đại tế ti của bọn họ cũng đang càng lúc càng bại trận, đây là lần đầu tiên binh đoàn võ sĩ thần thánh gặp phải thất bại lớn như vậy. Đáng ghét! Lauren gào lên, đánh một phát rồi thụt lùi về sau, vẻ mặt của gã vô cùng phẫn nộ, nhưng không hề có ai đến giúp gã, thậm chí cả mấy võ sĩ thần thánh kia cũng đều bị Tần Lâm diệt sạch, người thanh niên này đúng là nhân tài không lộ, nhưng lại thật sự trở thành cơn ác mộng của Lauren. Bóng hình của người đàn ông năm đó lại hiện ra trước mắt, nhưng Lauren biết rằng đây không phải là người năm đó, nhưng lại khiến cho gã cảm thấy bí bách không sao tả được. Bốn cú đấm của Tần Lâm dường như đã làm cho lục phủ ngũ tạng của gã lộn tùng phèo hết cả lên, nếu cứ tiếp tục thế này thì gã sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Đánh không lại, gã thật sự đánh không lại. Tần Lâm liên tục đánh hết lần này đến lần khác, càng ngày càng bộc lộ uy lực của mình, Lauren không cam tâm.
nhưng vì để bảo toàn mạng sống nên gã đành phải lùi về sau. Lùi đến mức không thể lùi được nữa, đã vậy còn bị trọng thương, gã bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Đi hay ở, nhất định phải chọn một trong hai. Rút. Lauren gầm nhẹ một tiếng, trong lòng tràn đầy tức giận và không cam lòng, nhưng nếu không rút lui thì bọn họ sẽ bị Tần Lâm giết trên vùng đất băng giá này nữa. Muốn đi à, đâu có dễ thế. Tần Lâm muốn đuổi theo, nhưng lúc này Lauren đã chạy thoát, bỏ lại những tên võ sĩ thần thánh kia, tất cả đều bị anh giết sạch. Nhưng lúc chạy thoát thì Lauren cũng đã dẫm phải băng tuyết, bởi vì xung quanh đã là những mảng tuyết lớn, trông vô cùng nguy hiểm. Anh đã có thể đuổi kịp, nhưng lúc này tuyết lại rơi đầy xung quanh, khiến cho nguy càng thêm nguy. Tần đại sư, đừng đuổi theo nữa. Trác Y Nhiên thấp giọng rồi kéo Tần Lâm lại. Lúc tên khốn đó bỏ chạy còn cố đạp rất mạnh, sức lực vẫn còn vô cùng lớn, đừng nói là băng tuyết, ngay cả gạch đá cũng sẽ bị hắn nghiền nát. Chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu trễ sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay hơn đấy. Hàn Thâm nhìn sang Tần Lâm với vẻ nghiêm nghị. Được. Tần Lâm gật đầu, dù gì thì núi Côn Luân cũng là nơi băng tuyết, đương nhiên đột biệt kích như bọn họ vẫn chưa có đủ kinh nghiệm, đã vậy tuyết còn rơi dày xung quanh, cũng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn, rất có thể sẽ tạo thành thung lũng tách giãn hoặc bị sụp đổ, đây mới chính là mối nguy hiểm thật sự. Nếu không thì Lauren tuyệt đối không thể trốn thoát được. Nhưng 9 võ sĩ thần thánh đều đã nằm trên vũng máu, thực lực của Tần Lâm thật sự làm cho người khác run sợ, đây mới là sức mạnh thật sự của Tần đại sư. Mau tìm chỗ nghỉ ngơi, vậy thì mới có thể rời khỏi đây an toàn. Hàn Thâm vừa hạ lệnh, những người khác lập tức tập hợp lại đi cùng Lưu Thừa Chí để tìm chỗ trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, chỉ mới đi chưa được một phút thì một miếng băng khổng lồ mấy chục mét đã vỡ ra, lập tức khiến cho mọi người hoảng hốt. Đáng sợ quá đi, sức mạnh của tự nhiên đúng là không thể so sánh được. Lưu Thừa Chí nói với vẻ lo lắng, không khỏi vỗ ngực thở phào. Đúng thế, chỉ một phút nữa thôi là chúng ta đã toi rồi. Hàn Thâm cũng yên lặng gật đầu, thật không thể tin được, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một thung lũng băng tách giãn lớn như vậy, nếu rơi xuống đó thì nhất định sẽ tan xương nát thịt, chắc sẽ trở thành hóa thạch cho thời đại tiếp theo. Mọi người đều toát mồ hôi lạnh, cũng may là bọn họ đã rời khỏi đó sớm, nếu không thì ông trời có đến cũng vô ích. Tôi tên Tạ Hồng Mai, cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy. Tạ Hồng Mai nghiêm nghị nhìn Tần Lâm, trong lòng tràn đầy cảm kích, nếu Tần Lâm không xoay chuyển cục diện trận chiến thì có lẽ tất cả bọn họ đều đã chết hết ở đây rồi. Hơn nữa bọn họ đều đang hấp hối, không còn chút giá trị gì nào cả, hy sinh tính mạng cho đất nước nhưng vẫn không thể đẩy lùi được người của Tòa Thánh Vatican. Vậy thì kết quả cũng không có gì khác. Tần Lâm. Khách sáo rồi. Tần Lâm lắc đầu nói, đều là người của Hoa Hạ cả, chiến đấu vì đất nước là việc nên làm, không có gì phải cảm ơn hay không cảm ơn cả. Lần này cũng may là có Tần Đại Sư đã lập được công lớn rồi. Trác Y Nhiên mặt mày hớn hở, Hàn Lão Đại và đội trưởng Tạ Hồng Mai đều đã được giải cứu, cuối cùng thì bọn họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bọn chúng rốt cuộc là ai? Tần Lâm hỏi với vẻ khó hiểu. Là người của Tòa Thánh Vatican, những con rối dưới tay Giáo Hoàng Vatican, võ sĩ thần thánh và Đại Tế Ti là một trong những cao thủ giỏi nhất của Vatican, lần này chắc có lẽ bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì đó. Tạ Hồng Mai cau mày, trầm giọng nói, thanh âm run run, có vẻ như vết thương của cô rất nghiêm trọng. Đang tìm gì đó, trong núi tuyết mênh mông này thì có gì để chúng tìm kiếm chứ? Sắc mặt Trác Y Nhiên xám xịt lại. Không thể, tuyệt đối không thể. Lưu Thừa Chí gào lên. Đôi mắt cô dần tiều tụy, trông vô cùng phức tạp, người phụ nữ đẹp khuynh nước khuynh thành như Tạ Hồng Mai đã chết vì tổ quốc của mình, điều này cũng quá bi thương rồi đó. Cô ấy vẫn chưa chết. Ánh mắt Tần Lâm thoáng chuyển động, nếu như không có anh thì có lẽ cô đã thực sự chôn thân ở nơi băng giá này rồi. Tất cả mau tránh ra để Tần Đại Sư xem thử. Trác Y Nhiên trầm giọng nói. Tần Đại Sư, cậu còn biết khám bệnh à? Hàn Thâm sững ra, ông hoàn toàn không dám tin, Tần Đại Sư đã lợi hại như vậy rồi mà vẫn biết khám bệnh sao? Chẳng phải là bách khoa toàn thư à? Tần Lâm gật đầu, sau đó bước đến chỗ Tạ Hồng Mai. Tần Lâm rút châm bạc ra, lần lượt đâm vào ấn đường và đỉnh đầu của Tạ Hồng Mai, lúc này mới coi như có thể giữ lại chút mạch sống cho cô. Có mạch lại rồi, có rồi, có rồi. Trác Y Nhiên vô cùng kinh ngạc nói.
Tất cả mọi người đều vui mừng nhưng không đầy ngơ ngác, Tần đại sư lợi hại thật đấy. Vết thương của cô ấy quá sâu và mất quá nhiều máu, phải khâu lại càng sớm càng tốt, đàn ông các người mau đi đi, để hai cô gái ở lại đây giúp tôi khâu vết thương là được, sau khi cầm máu thì nhanh chóng về thủ đô, bây giờ cô ấy không thể chịu nổi giày vò đâu. Tần Lâm nói, Liêu Thừa Chí, anh dẫn người về thủ đô trước đi, để lại Lương Khô đồ đạc và một nửa đội biệt kích Phi Hoàng ở đây, một nửa người mới của đội biệt kích Giao Long cũng thế, số còn lại cùng nhau về đi. Hàn Thâm nói, tôi muốn ở lại, bây giờ Hồng Mai vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm, tôi không thể đi được. Liêu Thừa Chí nghiến răng nói, đây là mệnh lệnh, anh là người chỉ huy, không thể yêu đương nhắng nhít ở đây được. Đợi sau khi Tần Đại Sư chữa trị cho Tạ Hồng Mai xong thì chúng tôi sẽ đưa cô ấy về nhanh nhất có thể. Hàn Thâm nhìn chằm chằm vào Liêu Thừa Chí rồi nói, tuy Liêu Thừa Chí không cam tâm, nhưng ông ta vẫn dẫn người rời đi. Trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Tạ Hồng Mai. Sau đó, Tần Lâm liền cắt quần áo của Tạ Hồng Mai để khâu lại vết thương, tiếp đó mới đưa cô trở về thủ đô. Ngay lúc này, cho dù có là đội biệt kích Giao Long hay đội biệt kích Phi Hoàng, khi nào bọn họ biết được đội trưởng Tạ không sao nữa thì mới chịu rời đi. Nằm trên giường, Tạ Hồng Mai khó khăn mở mắt ra, lúc này chỉ có mỗi Trác Y Nhiên đang ở cạnh. Chị Hồng Mai, chị tỉnh rồi sao? Trác Y Nhiên vui mừng nói. Tần Lâm đó cứu chị sao? Tạ Hồng Mai hỏi. Đúng vậy, Tần Đại Sư đã tự tay khâu lại vết thương cho chị, nếu không thì chị đã chết vì mất máu trước khi về được thủ đô rồi. Trác Y Nhiên nói một cách thẳng thắn. Cái gì, em nói là cậu ấy khâu toàn bộ vết thương cho chị à? Tạ Hồng Mai cau mày, sắc mặt tái mét, ngay cả vết thương ở ngực và mông cũng là do Tần Lâm khâu cho mình hay sao? Đúng là xấu hổ chết đi được. Sắc mặt Tạ Hồng Mai hơi sầm xuống, nhưng cũng không còn cách nào khác, dù gì thì gạo cũng đã thành cơm rồi, hoàn toàn không thể cứu vãn. Bây giờ cậu ấy ở đâu? Tạ Hồng Mai bèn hỏi. Cậu ấy đã đi rồi, Tần Đại Sư chỉ là người mà em mời tới để huấn luyện đội biệt kích Giao Long mà thôi. Trác Y Nhiên nói với vẻ tiếc nuối. Xem ra đúng là em không nỡ rồi, chẳng lẽ Tần Đại Sư là người trong lòng của em à? Chị Hồng Mai, chị đừng trêu em nữa, em là người như thế nào chị còn không rõ sao? Em thấy chị mới là thiếu nữ hồi xuân đó, vừa nhắc đến Tần Đại Sư là đã đứng ngồi không yên rồi, người ta đã chữa khỏi bệnh cho chị rồi, lẽ nào chị còn muốn lấy thân báo đáp hay sao? Trác Y Nhiên cười đầy ẩn ý. Chắc là em muốn bị ăn đòn rồi đúng không? Sắc mặt Tạ Hồng Mai ửng đỏ vì phẫn nộ. Phủ Tần. Ngay khi Tần Lâm quay về thêm lần nữa, trong lòng anh vẫn không khỏi do dự, mẹ, cái tên thì quen thuộc nhưng gương mặt lại xa lạ, có quan hệ máu mủ nhưng lại không có tình cảm ruột thịt. Nhưng vì bà ấy đã bị thương nên Tần Lâm mới quay lại đây. Quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, đây là nơi mình sinh ra, cái gì đến sẽ phải đến, còn thứ không đến ắt sẽ rời đi. Tần thiếu gia, cuối cùng cậu đã trở về rồi. Tiểu thư, không xong rồi. Vệ Long dường như đã biết trước chuyện Tần Lâm sẽ đến nên đã đi đến cửa để đón tiếp anh. Khoảnh khắc đó, trái tim của Tần Lâm thoáng run lên. Tại sao lại như vậy được? Tại sao tình trạng của bà ấy lại xấu đi nhanh như vậy chứ? Tần Lâm cau mày, anh vội vàng đi theo Vệ Long đến phòng của Tiêu Nghiên. Trên giường, một người phụ nữ xinh đẹp sắc mặt đã trắng bệch, không có một chút huyết sắc nào, cứ như một ngọn đèn cạn dầu vậy. Xem ra tình trạng của bà ấy còn nặng hơn lúc Tần Lâm đến trước kia. Hơn nữa, Tần Lâm cũng không thể ngờ tình trạng của bà lại xấu đi nhanh đến vậy. Mặc dù Tiêu Nghiên cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Tần Lâm thì bà vẫn nở nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng không nói nên lời. Bà vốn nghĩ rằng Tần Lâm sẽ không đến thăm mình nữa. Tại sao bà lại như vậy? Không biết cẩn thận hơn cho cơ thể của mình à? Sắc mặt Tần Lâm sa sầm xuống. Trách cứ nói. Tiêu Nghiên nói với vẻ ngưỡng mộ, cứ mỗi khi nhắc đến bố của Tần Lâm thì khuôn mặt của bà lại ánh lên vẻ tự hào. Vậy thì sao, ngay cả người phụ nữ mình yêu và đứa con trai duy nhất còn không thể bảo vệ nổi, vậy thì ông ấy có thể làm gì chứ? Tần Lâm giễu cợt nói, cảm xúc phức tạp ánh lên trong mắt anh. Đem miếng ngọc bội này đi tìm ông ấy, năm đó ông ấy đã để lại cho mẹ. Tiêu Nghiên lấy từ trên tay ra một miếng ngọc bội hình con thú mà bà không biết nó là gì, nhưng vô cùng tinh xảo và sáng lấp lánh, sau đó đưa cho Tần Lâm. Đây là gì?
Tần Lâm hỏi. Đây là tín vật năm đó bố con đưa cho mẹ, con cầm theo nó đi tìm bố con, ông ấy sẽ hiểu. Câu nói này, là khi xưa ông ấy từng nói với mẹ. Bao nhiêu năm nay, mẹ chưa từng hối hận, mẹ luôn đợi chờ cơ hội, nhưng lại không ai có thể nói cho mẹ biết vì sao bố con bị giam ở đó. Mẹ muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà đành chịu bó tay, nhưng mẹ biết, ôn ấy nhất định sẽ không nói cho mẹ, nhất định không để mẹ lo lắng. Bố của con là một người vĩ đại, ông ấy có nỗi khổ riêng, mẹ mong con đừng trách ông ấy. Tiêu Nghiên nhỏ giọng nói, hơi thở của bà ấy càng lúc càng yếu, trái tim của Tần Lâm cũng đập thình thịch theo. Đừng nói nữa. Tần Lâm cau mày, nắm chặt bàn tay Tiêu Nghiên. Bệnh tình của bà đã nguy kịch lắm rồi, nhưng tôi sẽ không để cho bà chết đâu. Tần Lâm nói rồi lấy ra một cây kim bạc, châm liên tiếp lên người Tiêu Nghiên. Lúc này, trong lòng Tiêu Nghiên bỗng trở nên thoải mái hơn, không ngờ căn bệnh tích tụ nhiều năm nay của bà lại cũng có thể được giải trừ một phần. Tiêu Nghiên vô cùng ngạc nhiên, không ngờ bản thân bà lại có thể thoải mái như thế. Bệnh của bà ấy không thể khỏi nhanh như vậy được, nhưng lại khiến bà ấy cảm nhận được kỳ tích của sinh mệnh. Không cần ngạc nhiên, tạm thời tôi chưa thể chữa khỏi bệnh của bà, nhưng tôi đảm bảo trong vòng một năm, bà vẫn sẽ bình an vô sự. Muốn chữa khỏi bệnh thì bà phải nghe lời, nếu không, tôi không muốn nhìn thấy bà nằm trên giường cả nửa đời còn lại đâu. Tần Lâm trầm giọng nói. Trong lòng Tiêu Nghiên vô cùng vui mừng, mặc dù Tần Lâm vẫn chưa nhận bà, nhưng bà vẫn thấy sự quan tâm và chăm sóc lộ ra trong ánh mắt anh. Bà ấy phát hiện mình đã đánh giá thấp đứa con trai hơn 20 năm không gặp này, anh tài giỏi hơn bà tưởng tượng nhiều. Tiểu Lâm, cảm ơn con. Hai mắt Tiêu Nghiên đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, bà ấy không sợ chết, nhưng bà ấy sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông và con trai của mình. Điều duy nhất trên đời này bà ấy còn vương vấn chính là hai người họ. Không cần cảm ơn, bà đã đem tôi đến thế giới này, tôi làm thế cũng coi như là trả ơn bà, tôi sẽ không để bà chết, dù bà có rơi xuống hoàng tuyền thì tôi cũng nhất định sẽ chữa khỏi cho bà. Tần Lâm trầm giọng nói. Mặc dù ngôn từ có chút lạnh lùng và cay nghiệt, nhưng Tiêu Nghiên biết, anh chắc chắn không thể chấp nhận bà ấy nhanh như vậy được. Nếu có thể tranh thủ thời gian Tần Lâm chữa bệnh cho bà để vun đắp tình cảm. Để anh có thể chấp nhận bà thì Tiêu Nghiên đã hài lòng lắm rồi. 20 năm bên nhau vô cùng quan trọng, cho dù không có bất cứ tình cảm nào thì cũng sẽ trở thành người thân, nhưng bản thân bà đã hoàn toàn bỏ qua chuyện này, ơn sinh thành vĩnh viễn không thể sánh được công ơn nuôi dưỡng, đây là điều không ai có thể thay đổi. Đi gặp bố con một lần đi, mẹ nghĩ ông ấy chắc chắn rất nhớ con. Tiêu Nghiên khẩn cầu nói. Tần Lâm nắm chặt miếng ngọc bội trong tay. Có một số chuyện anh muốn trốn tránh cũng không thể, trừ khi anh không biết. Bố mẹ anh vẫn còn sống, cho dù anh không nhận người thân thì cũng nên đi gặp ông ấy, đây là điều tôn trọng tối thiểu và cuối cùng đối với ông ấy. Bất kể nguyên nhân năm đó là gì, thì bọn họ cũng đã vứt bỏ anh, vì vậy Tần Lâm luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Ông ấy ở đâu? Tần Lâm hỏi. Nhà tù Tần Thành. Tiêu Nghiên trầm giọng nói. Nhà tù Tần Thành. Tần Lâm hít một hơi thật sâu, đó là nhà tù đáng sợ nhất Hoa Hạ, những người bị giam trong đó hầu như đều là những tội phạm mạnh mẽ nhất Hoa Hạ, có một số người đã phạm tội vô cùng nghiêm trọng mới bị nhốt ở đó. Nhà tù Tần Thành không chỉ là một nhà tù, mà trong mắt vô số người, đó còn là một đáy vực sâu thẳm thần bí. Một khi bước vào nhà tù Tần Thành thì không có đường quay ra. Tần Lâm vô cùng tò mò, rốt cuộc bố của anh đã làm sai chuyện gì? Vì sao lại bị nhốt ở trong nhà tù Tần Thành chứ? Cầm tấm lệnh bài này, sẽ có người đưa con đi gặp bố con. Tiêu Nghiên lại đưa cho Tần Lâm một tấm lệnh bài không lớn, bên trên có khắc hai con tù nghiêu, đơn giản mà khí thế. Tần Lâm nắm chặt một tấm bài ngọc, một tấm bài đồng, trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng nếu đã đồng ý rồi thì anh sẽ đi gặp bố một lần, anh không do dự nữa. Trong lòng anh vô cùng tò mò, thầm hỏi vì sao năm đó bố anh lại bị nhốt ở đó. Vì sao lại bỏ vợ bỏ con, liên lụy đến cả nhà họ Tần. Bố con tên là Tần Trì. Tiêu Nghiên nói. Tôi sẽ đi, tôi kê hai đơn thuốc cho vệ long sắc, bà nhớ uống đúng giờ. Tần Lâm bảo vệ long lấy giấy bút, rồi rồng bay phượng múa viết lên đó một danh sách dược liệu. Mặc dù sức khỏe Tiêu Nghiên ngày một kém, nhưng anh chắc chắn có thể chữa cho bà ấy từ từ khỏe lại. Lần sau tôi đến, tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của bà. Tần Lâm nhíu mày rời khỏi Tần Phủ. Hai mắt Tiêu Nghiên đã ngấn lệ, lần sau,
Tần Lâm vẫn sẽ đến gặp bà đúng không? Khi Tần Lâm đẩy cánh cửa bước vào, cảnh trước mắt khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Căn phòng không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông, hai bên được xây dựng bằng bê tông cốt thép, một cái giường, một cái bàn, một ngọn đèn, còn có một người đàn ông trung niên gầy gò. Cậu là ai? Người đàn ông trung niên đang ngồi trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, trông không vui không buồn. Gương mặt ông ấy giống anh đến 7 phần, trái tim Tần Lâm cuối cùng trở nên vô cùng kích động, cảm giác máu mủ ruột già này rất khó vứt bỏ, hoàn toàn không thể xóa nhòa trong lòng anh. Tiêu Nghiên bảo tôi đến đây thăm ông. Tần Lâm trầm giọng nói. Người đàn ông trung niên lập tức mở mắt, ánh mắt lóe sáng như mãnh thú sắp xông khỏi lồng. Cậu là... Giọng nói của người đàn ông trung niên có phần run rẩy, khoảng khắc nhìn thấy Tần Lâm, sự bình tĩnh khi nãy đã lập tức thay đổi. Tần Trì chưa bao giờ nhìn thấy con trai của mình, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lâm, trong lòng ông ấy đã có thể khẳng định, người này chính là con trai mình, chắc chắn không thể sai. Ánh mắt, lông mày của Tần Lâm cực kỳ giống ông ấy và Nghiên Nhi. Hơn nữa, sự kết nối vô hình giữa bố con khiến Tần Trì càng thêm chắc chắn. Tần Lâm chính là con trai ông ấy, vô cùng giống ông ấy thời còn trẻ, kiểu ương bướng, lãnh đạm, tự phụ này, tất cả đều giống ông ấy như đúc. Trong lòng Tần Lâm cũng hơi xúc động, vốn tưởng rằng bản thân sẽ thờ ơ, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Tần Trì thì trong lòng tràn đầy do dự. Bố, hình bóng cao lớn như núi không gì sánh nổi trong lòng anh. Trong ánh mắt Tần Trì chứa đựng sự thanh thản, vui vẻ, cô độc, căng thẳng và hạnh phúc. Trên đời này, chỉ có hai người có thể khiến ông ấy rung động, một người là Nghiên Nhi, người còn lại chính là đứa con trai ông ấy luôn ngày đêm nhớ mong mà chưa từng được gặp. Năm đó, khi bản thân ông ấy bị nhốt vào nhà tù Tần Thành đã biết tin Nghiên Nhi mang thai, nhưng để con trai có thể bình yên trưởng thành, ông bà đã đưa con trai cho người khác, để bản thân có thể yên tâm mà đi. Không ai muốn bỏ mặc con cái của mình, cũng không ai muốn ở một nơi âm u này suốt 20 năm. Tần Lâm không biết bố mình có quá khứ như nào, nhưng giờ anh phải nhìn ông ấy với cặp mắt khác. Tần Lâm không thể nhìn thấu bóng lưng cô độc đó, nhưng hiện giờ hai người bốn mắt nhìn nhau, anh như đọc được hết nỗi thăng trầm đời người trong mắt ông ấy. Anh không ngờ người đàn ông này lại mang đến áp lực cho anh. Không chỉ vì ông ấy là bố anh, Tần Lâm biết bố anh rất mạnh, anh không phải là đối thủ của ông ấy. Đây là miếng ngọc bội bà ấy đưa cho tôi, ông xem đi. Mà kể cả không có ngọc bội thì chắc hẳn ông cũng đã biết tôi là ai rồi nhỉ. Không cần nhiều lời, mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi. Bố rất vui khi con có thể đến đây thăm bố. Tần Trì chăm chú nhìn Tần Lâm. Tôi có thể đưa ông ra khỏi đây không? Tần Lâm nói, đôi lông mày nhíu chặt lại, nơi này đè nén người khác rất bức bối. Tần Trì mỉm cười. Bố không muốn rời khỏi đây. Vì sao? Tần Lâm sửng sốt. Có một số chuyện con sẽ không hiểu đâu. Thật ra, nhiều năm nay, bố vẫn luôn đợi con. Tần Trì nói. Tần Lâm cau mày, anh có phần không hiểu nên không biết ý của bố anh là gì. Con có thể đến đây, chứng tỏ con đã khiến người đó phải nhìn với cặp mắt khác rồi. Người đó là ai? Tần Lâm khó hiểu, là mẹ à? Tôi có gì mà khiến bà ấy nhìn với con mắt khác chứ? Tần Lâm cười tự giễu. Hãy cầm miếng ngọc bội này đến chùa Pháp Môn ở Tây Tạng tìm một nhà sư pháp hiệu là Không Hành, tự xưng là Đại Vĩ Thiên Long. Ông ấy sẽ đưa con hai thứ, con không được đưa hai thứ đó cho bất kỳ ai, Không Hành đưa cho con thì nó là của con. Con phải bảo vệ nó bằng cả tính mạng, bởi vì thứ đó không chỉ liên quan đến vận mệnh Hoa Hạ, mà còn liên quan đến cả vận mệnh thế giới. Tần Trì nghiêm túc nói. Vì vậy... Ông vì bảo vệ thứ đó nên mới cam tâm tình nguyện bị giam giữ ở đây đúng không? Mặc dù Tần Lâm không biết ông ấy muốn đưa anh thứ gì, nhưng thứ anh ấy phải bảo vệ thật sự quan trọng đến thế sao? Liên quan đến cả Hoa Hạ lẫn thế giới. Tần Lâm không hiểu, nhưng vô cùng tò mò về thứ đồ này. Coi là vậy đi, cũng không hẳn. Nhưng con phải nhớ kỹ, con là con cháu Hoa Hạ, cho dù thế nào cũng không được phản bội Hoa Hạ. Tần Trì trầm giọng nói. Lẽ nào, những thứ ông muốn dạy cho tôi trong 20 năm chỉ có bấy nhiêu thôi à? Tần Trì cười giễu cợt. Xin lỗi, bố đã nợ hai mẹ con quá nhiều. Tần Trì thở dài. Còn gì muốn nói nữa không? Tần Lâm hỏi. Miếng ngọc bội trong tay con là chìa khóa mở cung điện băng Côn Lôn, việc quan trọng tiếp theo là đi đến núi Côn Lôn tìm thứ đó.
Cung điện băng Côn Lôn. Tần Lâm nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Rốt cuộc núi Côn Lôn chứa đựng thứ gì? Cung điện băng Côn Lôn ở đâu? Cách đây không lâu, người của tòa thánh Vatican cũng đến núi Côn Lôn, lẽ nào bọn họ cũng đến tìm cung điện băng? Tần Lâm nhìn Tần Trì. Không ngờ bọn chúng cũng đến rồi. Xem ra bọn chúng đã quên bài học năm đó rồi, sao bọn chúng có thể tùy tiện đặt chân lên đất Hoa Hạ được chứ? Tần Trì lạnh lùng nói. Cung điện băng Côn Lôn nằm giữa thung lũng cách núi Côn Lôn 13 km về phía bắc, năm đó bố đã đến đó một lần, nhưng không vào trong, bởi vì muốn vào đó cần có hai miếng ngọc bội. Ánh mắt Tần Trì nhìn về nơi xa xăm, khẽ nói. Nếu không ngoài dự đoán, chắc chắn sẽ có một người nắm giữ miếng ngọc bội lần nữa đặt chân lên núi Côn Lôn. Tôi muốn biết, thứ ông nói rốt cuộc là gì? Tần Lâm vô cùng tò mò, nhưng Tần Trì có vẻ không muốn tiết lộ quá nhiều. Đợi đến khi con đến chùa Pháp Môn ở Tây Tạng lấy được hai thứ đó, không hành sẽ nói cho con biết. Tần Trì nói, hy vọng ông sẽ không lừa tôi. Tần Lâm cảm thấy hơi bất lực, ông ấy không nói thì thôi, anh đến Tây Tạng tìm không hành là được. Đây là sứ mệnh, cũng là trách nhiệm không thể chối bỏ của nhà họ Tần chúng ta. Hai mắt Tần Trì sáng rực nhìn Tần Lâm, trong lòng dường như có ngàn vạn lời muốn nói với anh, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi đi đây, ông cũng tự chăm lo tốt cho bản thân. Tần Lâm nói. Từ đã. Xem ra bao nhiêu năm chờ đợi không hề vô ích, chỉ là bầu trời Hoa Hạ có lẽ sắp thay đổi rồi, vòng luân hồi 20 năm đã đến rồi. Với Tần Trì, cái lồng giam này chẳng qua chỉ là hư vô mà thôi. Ông ấy bị nhốt ở đây là ý của chính ông ấy, trên thế giới này, người có thể bắt giữ ông ấy dường như không tồn tại. Nhưng ông ấy không muốn rời khỏi đây. Ai có thể chiến đấu lại dòng máu phương đông ác quỷ chứ? Tần Trì 20 năm trước đã khiến đám Lauren sợ như hổ, trở thành cơn ác mộng của Vatican. Tần Trì nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ốc biển hoa văn sặc sỡ trong tay, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp, khẽ thổi, nhưng đã không còn thấy mỹ nhân cá năm đó nữa. Tần Trì trà sát vỏ ốc biển xinh đẹp, lẩm bẩm nói. 20 năm rồi, xin lỗi, tôi cuối cùng vẫn phụ lòng em. Ở khu vực phía Bắc Thái Bình Dương, trên một hòn đảo hoang có bán kính không đến 5 km, với bờ cát trải dài và thảm thực vật khô cằn, không có chút tín hiệu của sự sống. Căn bản không có ai có thể phát hiện ra một hòn đảo nhỏ như vậy. Cho dù là máy bay không người lái cũng khó phát hiện chứ đừng nói đến vệ tinh, dù máy bay bay qua cũng sẽ không lưu lại quá lâu. Bởi vì, nơi đây không chỉ quá nhỏ mà còn cách xa đất liền, quan trọng nhất là, trong mắt những người khám phá hòn đảo, nó trông có vẻ chẳng có chút giá trị khai thác nào. Thế nhưng, dưới hòn đảo không chút bắt mắt này, lại ẩn chứa một con vật khổng lồ đáng sợ mà chưa ai biết đến. Cho dù là hệ thống vệ tinh thăm dò tân tiến nhất của Mỹ quét qua, cũng không thể tìm thấy nơi này. Ở trung tâm của hòn đảo bé nhỏ này, có một cái hố hình tròn với đường kính 5 mét, xung quanh nó bị cỏ dại bao phủ, ngay cả kính viễn vọng cũng không thể nhìn thấy. Mà cái hố hình tròn này, chính là lối dẫn đến chỗ con quái vật khổng lồ đó. Có ai ngờ rằng dưới hòn đảo có đường kính chưa đầy 5 km này lại có một cung điện nguyên sơ khổng lồ hoàn toàn bằng vàng, ẩn mình trong những dãy núi san hô khổng lồ và bất tận chứ. Mặc dù hòn đảo trên không quá lớn nhưng cung điện dưới biển lại rộng lớn đáng kinh ngạc, kéo dài hàng nghìn mét dưới đáy biển. Cung điện bằng vàng rộng lớn này vô cùng nguy nga tráng lệ, nhưng lại ở tận dưới biển sâu, không hề lộ ra. Vô số san hô và đá ngầm đã hình thành một vỏ bọc tự nhiên ở đây, với vô số rào cản như vậy, ngay cả tàu ngầm cũng không thể lại gần. Mà ở đây, là một thiên đường mà không ai trên thế giới biết. Tương truyền, những người sống ở đây là những đứa con bị thần linh bỏ rơi, và là hậu duệ của thần. Trong cung điện khổng lồ dưới đáy biển cách biệt với thế giới, có những công cụ thậm chí còn tiên tiến hơn cả công nghệ trên đất liền hiện nay. Ở đây là nơi các thế hệ đi trước đã tìm kiếm hàng trăm nghìn năm vẫn không tìm thấy, được xếp vào loại một tồn tại huyền thoại Atlantis. Atlantis là một nền văn minh tiền sử đã bị tuyệt chủng vào quý 4 trong lời tiên tri của người Maya. Nhưng không ai biết rằng ở đây vẫn còn một bộ phận người sống sót hiếm hoi sau trận đại diệt vong đó. Và những người đó là đứa con bị thần bỏ rơi. Tuy nhiên, mặc dù họ đã sống trong cung điện dưới biển vô danh này qua nhiều thế hệ, nhưng vẫn có một vài thế lực tầm cỡ thế giới trên mặt đất biết được sự tồn tại của họ. Họ coi con người như những kẻ xâm lược mới, bởi vì con người đã chiếm giữ trái đất từng thuộc về họ,
đó là di sản của nền văn minh thứ tư. Do đó, những người còn sót lại của Atlantis đã canh giữ ở dưới biển nhiều thế hệ, hòng muốn chiếm lại trái đất vốn thuộc về họ. Họ luôn muốn trở thành bá chủ thế giới này. Mà loài người cũng coi bọn họ là sự tồn tại dị đoan, đặc biệt là tòa thánh Vatican ở phương Tây, luôn coi Atlantis như cái gai trong mắt, chỉ muốn nhanh chóng diệt sạch. Cuộc chiến đấu giữa loài người và Atlantis đã kéo dài mấy nghìn năm rồi, đều chưa có kết quả. Tòa thánh Vatican cũng biết rõ, rằng nếu người Atlantis được chiếm được trái đất, thì nền văn minh thứ năm sẽ trở thành nô lệ. Mặc dù số lượng người Atlantis không nhiều nhưng khả năng chiến đấu của họ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có sức mạnh vô hạn của tự nhiên tiêu diệt nền văn minh thứ tư, thì sẽ không có sự trỗi dậy của nền văn minh thứ năm của nhân loại. Dù đã trải qua vô số năm tháng đấu tranh nhưng Atlantis vẫn tồn tại, tuy còn hiện giờ vẫn chưa thể đạt được ước mơ, nhưng sau bao nhiêu năm, họ vẫn tồn tại trên thế giới, điều đó đủ để chứng minh sức mạnh và sự bí ẩn của họ. Trong mắt con người, có lẽ Atlantis chỉ là một truyền thuyết, nhưng các cơ quan tối cao và các siêu cường quốc trên thế giới đều biết rằng chắc chắn vẫn có di dân của Atlantis ở một nơi mà họ chưa biết đến trên thế giới. Vì vậy, Atlantis, vì muốn trở thành chủ nhân của thế giới này một lần nữa, đã trở thành kẻ thù của toàn thế giới. Cung điện vàng khổng lồ chỉ là một phần của Atlantis. Ở phía xa, có một ngôi làng kéo dài 5 cây em, đó là nơi những người dân Atlantis sinh sống. Những người có thể vào cung điện vàng khổng lồ đều là hoàng tộc và những chiến binh dũng mãnh ở Atlantis. Trong cung điện nguy nga này, tất cả đều được dát vàng, lát bằng mã não, và chạm khắc bằng pha lê. Trong cung điện khổng lồ của tòa lâu đài, một người phụ nữ đầu đội vương miện vàng tím, uyển chuyển ưu nhã ngồi trên ngai vàng khổng lồ màu tím vàng mà ngay cả những chiếc ghế rồng của các vị hoàng đế Trung Quốc cổ đại cũng kém xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Người phụ nữ toát ra khí chất đáng sợ của bậc bề trên, thậm chí mỗi động tác của bà ấy đều có thể khiến vô số người run lên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Mặc dù ông ta là chồng của Ofina, nhưng theo một khía cạnh nào đó, thì cũng chỉ là hư danh mà thôi, nói thẳng ra là một người đàn ông đi mượn. Ở Atlantis, hoàng quyền tối cao, bất kể là ai cũng đều kém xa so với nữ hoàng Ofina. Laliza và Nicholas dêm ngơ ngác lắc đầu. Ofina bất giác trầm ngâm một lúc rồi nói. Lời tiên tri của người Maya đã lần nữa ứng nghiệm, vật tổ tận thế đã xuất hiện rồi. Khi nghe đến vật tổ tận thế của tiên tri Maya, sắc mặt mọi người đều bất chợt biến đổi. Vật tổ tận thế thực sự xuất hiện rồi sao? Stellar nói với vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Vật tổ tận thế là lời tiên tri lần thứ 5 của nền văn minh Maya, chúng ta không thể không thừa nhận. Nữ hoàng Ofina trầm giọng nói. Nghe nói cách đây mấy nghìn năm nhà tiên tri Atlantis và Maya là bạn tốt của nhau. Nền văn minh Atlantis của chúng ta là về khoa học kỹ thuật tiên tiến, còn nền văn minh Maya là sự tiên đoán và lịch thiên văn chính xác. Trong lời tiên tri của người Maya, trái đất sẽ có 5 cuộc đại nạn văn minh lớn, mà 4 cuộc đại nạn trước đều đã linh nghiệm. Thứ nhất là Matlactiuat cũng chính là nền văn minh Gandaya của thời đại siêu năng lực đã bị phá hủy bởi sự chìm đắm của đất liền. Thứ hai là Iaketo, nền văn minh Mesopotamian là sự nối tiếp của nền văn minh Gandaya. Nền văn minh Mesopotamian phát triển ở đại lục Nam Cực, bị hủy hoại bởi sự dịch chuyển cực từ của trái đất. Thứ ba là Quiavolo, nền văn minh Muria, cuộc cách mạng văn minh lần thứ 3 trên trái đất do người Maya suy đoán, đồng thời cũng được gọi là nền văn minh sinh vật năng lượng, là sự tiếp nối của nền văn minh Mesopotamian trước đó. Nền văn minh này cũng bị hủy hoại bởi sự đắm chìm của trái đất, nền văn minh cuối cùng. Sắc mặt của Ofina trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mà nền văn minh cuối cùng chính là nền văn minh Atlantis của chúng ta, cũng đã bị phá hủy 1.000 năm trước. Nữ hoàng của chúng ta đã cùng tộc người trên khắp thế giới làm cuộc phản kháng cuối cùng để bảo vệ dòng máu duy nhất của chúng ta. May mắn thay chúng ta đã sống sót, cũng đã trở thành thổ dân duy nhất trên trái đất cùng tồn tại với người trái đất của thời đại mặt trời thứ 5. Sự bi thương hiện rõ trong đôi mắt của Ofina, sự biến mất của một chủng tộc. Sự suy bại của nền văn minh khiến bà ấy thấy vô cùng đau xót. Nền văn minh của chúng ta vẫn còn, nền văn minh Atlantis vẫn chưa biến mất hoàn toàn, vì thế chúng ta nhất định phải giành lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. Atlantis chúng ta mới là chủ nhân của trái đất, người trái đất bây giờ chỉ được coi là những kẻ xâm lược ngu dốt mà thôi.
Vì thế thưa mẹ chúng ta nên làm gì ạ? Laliza khẽ hỏi. Lời tiên đoán của người Maya mặc dù ít nhiều cũng sẽ có độ sai lệch nhất định, dù sao thì lời tiên đoán không thể giống hệt với hiện thực được, nhưng tổng thể thì không có gì thay đổi, điều này chứng minh lời tiên đoán của người Maya đáng tin. Ofina nói. Khi nền văn minh Atlantis của chúng ta sắp lụi tàn, nhà tiên tri Maya đã tìm được nữ hoàng đại nhân của chúng ta, ông ấy cũng từng quả quyết rằng, nếu như 1000 năm sau, trước khi thời đại mặt trời thứ 5 bị diệt vong chúng ta có thể mở được vòng xoáy kỷ nguyên mà người tiên tri thời đại thứ nhất của người Maya giấu trong thành cổ thiên vận thì có thể giải cứu được kiếp nạn của trái đất, cứu vãn sự hủy diệt của thời đại mặt trời thứ 5, khi đó ánh sáng của thần Atlantis của chúng ta sẽ lại chiếu sáng khắp trái đất. Ofina nhìn con gái của mình, ánh mắt không chỉ nghiêm trọng mà còn tràn đầy sự hy vọng. 20 năm trước, bà ấy không nắm được cơ hội, lần này bà nhất định phải để con gái mình đi thay đổi vận mệnh, thay đổi lời tiên tri. Trên thực tế có rất nhiều thứ mà khoa học không thể giải thích được, nhà tiên tri của chúng ta không phải thần nhưng cũng không phải nhân vật mà người thường có thể so sánh được. Mở thành cổ thiên vận, ngoại trừ việc cần có 4 mảnh vật tổ tận thế ra còn cần 4 miếng ngọc bội thạch anh ghép lại với nhau mới có thể mở được thành cổ thiên vận. 4 miếng vật tổ tận thế ghép với ngọc bội thạch anh phân thành gió, mưa, sấm, điện, mà trong tay chúng ta đã có 1 miếng. Tòa thánh La Mã cổ đại cũng có 1 miếng, gia tộc đế Thích Thiên cũng có 1 miếng. Vậy miếng cuối cùng đâu? Laliza hỏi. Ở trong tay Đông Phương Chí Tà. Ánh mắt Ofina tràn đầy sự oán hận, sát khí ngút trời. Lần này con đi Hoa Hạ, nhất định phải tìm được vật tổ tận thế. Nó nằm ở núi Côn Luân. Cần phải có miếng ngọc bội này mới mở được cung điện băng ở Côn Luân. Ông lão lắc đầu. Cái gì cơ, chết rồi sao? Tần Lâm kinh ngạc, 20 năm trời Tần chỉ không màng thế sự bị nhốt trong nhà tù Tần Thành, không hề hay biết rằng người tên không hành này đã chết rồi sao? Đúng thế, chết cách đây 20 năm rồi, người chết như ngọn đèn tắt, tất cả đều hóa thành ảo mộng. Ông lão cười, dường như rất bình thản với mọi chuyện trên thế gian, dù sao ông ấy đã từng tuổi này rồi. Chuẩn bị xuống lỗ đến nơi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, lão tiền bối vậy thì xin ông hãy dẫn tôi đến đạo trường mà không hành tọa hóa đi. Tần Lâm bình thản nói, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Cậu đúng là cố chấp thật đấy, dẫn cậu đi cũng được thôi nhưng cậu phải qua được cửa của tôi đã. Ông cụ nhìn Tần Lâm cười như không cười. Rốt cuộc ông là ai? Tần Lâm cau mày. Ông lão này đứng trước cổng cung điện Potala trông như ăn mày, già nua sắp xuống lỗ đến nơi, nhưng lời nói lại rất kỳ lạ, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Tôi chỉ là một lão hòa thượng mà thôi, cũng chỉ có tôi mới biết không hành ở đâu, muốn tìm không hành thì đi theo tôi. Nói xong, ông lão quay người tiến về phía sâu thẳm trong rừng, chỗ này có một khe suối nhỏ vô cùng nguy hiểm, dưới khe núi khu vực thượng du có một ngôi nhà gỗ cổ xưa, không lớn lắm. Cỏ tranh mọc khắp nơi, rõ ràng đã lâu không được dọn dẹp. Ông lão đứng ở bên bờ sông, nhìn về hai ngọn núi lớn ở phía xa, chỗ này có thể thấy được cảnh đẹp nhất của cung điện Potala, tuyệt đối là bảo địa phong thủy có một không hai, chỉ có điều ít ai biết đến, nếu như không có chút công phu thì chắc chắn không lên được, cho dù là lên được thì e rằng cũng 10 phần chết 9. Ông dẫn tôi đến đây là có ý gì? Tần Lâm cau mày lại, lạnh lùng nói. Nhưng ông lão này là người duy nhất biết tung tích chùa Pháp Môn và không hành, bản thân không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo ông ta đến đây. Là Tần chỉ bảo cậu đến phải không? Ông lão quay đầu lại nhìn Tần Lâm, nở nụ cười kỳ quái. Ông là không hành sao? Tần Lâm sửng sốt. Đánh thắng tôi thì cậu sẽ biết được sự thật. Ông lão, tôi khuyên ông nên thành thật đi, nếu không tôi sợ ông sẽ thịt nát xương tan đấy. Tần Lâm nhún vai nói. Không thử sao biết được chứ? Cả đời này lão già tôi chưa từng chịu thua ai, nếu như cậu có thể khiến tôi cúi đầu thì tôi phải cảm ơn tổ tông 8 đời nhà cậu. Ông cụ cười nói. Tần Lâm nhíu mày, trông lão hòa thượng này có vẻ không phải là dạng vừa đâu. Ăn nói ngông cuồng, vậy thì đừng trách tôi không nương tay với người trẻ. Ánh mắt ông cụ lạnh lùng, ra tay trước, trường quyền mạnh mẽ, lao thẳng về phía Tần Lâm. Trông già yếu như sắp xuống lỗ nhưng động tác lại mạnh mẽ như sấm chớp, Tần Lâm không ngờ tới điểm này, cú đấm của ông ta nhanh chóng và mãnh liệt, khác xa so với sự lề mề chậm chạp vừa nãy. Ông lão này giống như lò luyện khổng lồ, nổ tung trước mặt Tần Lâm. Cú đấm chưa đến thì Tần Lâm đã hành động, một luồng sức mạnh vô hình ùa ra,
cú đấm của anh rung lên tung hoành ngang dọc, chuẩn bị nghênh chiến. Uy lực của ông lão khiến Tần Lâm bất ngờ, khí thế tấn công mạnh mẽ như vũ bão, không thể nào chống đỡ nổi, cú đấm nổ tung trong không trung, không ngừng vang vẳng bên tai, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh nên mới xuất hiện âm thanh như thế. Tần Lâm không dám sơ suất, ông lão này tuổi cao nhưng lại giống như một con mãnh hổ xuống núi, chấn động bốn phương. Tần Lâm tấn công hết sức, tung cú đấm liên tục, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hai bên giao đấu với nhau, Tần Lâm dùng vòng cuộn để tiếp chiêu, bốn lạng đẩy ngàn cân, hai bên đánh trả liên tục, có điều rõ ràng là ông lão chiếm ưu thế tuyệt đối. Ánh mắt của Tần Lâm tràn đầy sự ngạc nhiên, càng đánh càng kinh sợ, một ông lão trông có vẻ yếu ớt nhưng sao thực lực lại lợi hại như thế chứ? Lẽ nào ông ta là không hành? Nhưng chắc không phải đâu, nếu như là không hành sao lại ra tay tàn nhẫn với mình như thế chứ? Hơn nữa rõ ràng ông ta biết bố anh bảo anh đến, chuyện này ngày càng kỳ lạ. Nhưng Tần Lâm nhất định phải dốc hết sức chiến đấu, chỉ khi cú đấm của anh đánh bại người khác thì anh mới có thể quyền lợi nhiều hơn, rõ ràng giữa hai người nếu như Tần Lâm thua thì anh sẽ phải chịu sự áp bức. Đam Mỹ hát văn. Cho dù đối mặt với một ông lão thì Tần Lâm cũng không hề do dự, rất có khả năng sức mạnh của ông ta ở trên anh, hai người giao đấu tầm 10 chiêu, chưa phân thắng bại. Lần này Tần Lâm không hề nương tay mà đánh hết sức mình. Trước đây lúc chiến đấu với Lauren Anegi, Tần Lâm không hề cảm thấy mất sức lực như này, nhưng ông lão này đã cho anh một bài học, khiến anh biết được thế nào là người còn có người giỏi hơn, trời còn có trời cao hơn. Không biết sức mạnh của bố ra sao nhưng tuyệt đối không phải người mà anh có thể so tài được, còn ông cụ này lại một lần nữa gây sức ép lớn cho Tần Lâm, sức áp chế đáng sợ này chính là sự tự tin xuất phát từ nơi sâu thẳm trong lòng. Tần Lâm không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc ông lão này mạnh như thế nào. Nhưng anh là cao thủ đã đả thông 6 kinh mạch, mặc dù không nhìn ra nhưng anh đoán ít nhất ông ta cũng đã đả thông 4 hoặc 5 kinh mạch mới có uy lực như thế. Sự bá đạo hiện rõ, cú đấm mãnh liệt, sức mạnh kinh sợ. Nhìn gầy gò khô héo như cành củi nhưng ông lão này lại gây ra sức ép đáng sợ cho anh, dường như trong cơ thể gầy gò kia ẩn giấu một con rồng thượng cổ vậy. Mạnh mẽ mà thần bí, bá đạo mà dữ dội. Tần Lâm dần dần ổn định được cục diện, cú đấm trai trẻ, lực phản đòn của anh cũng rất mạnh mẽ, mặc dù ông cụ chiếm ưu thế nhưng muốn gây sức ép khiến anh không còn sức ra tay là điều không thể nào. Tần Lâm ứng biến linh hoạt, thế tấn công phòng thủ thái cực quyền toàn diện lúc này đã được dùng một cách triệt để. Phòng thủ để tấn công, cho dù gió từ 8 phương tới thì tôi vẫn sừng sững bất động. Không ngờ rằng cậu còn trẻ mà thủ đoạn lại đáng sợ như thế, xem ra tôi đã coi thường cậu rồi. Lúc này anh hoàn toàn nắm rõ được sức lực và cách đánh của ông lão, ngay cả tiểu bát nhã trưởng cũng không đánh bại được anh, cũng chính lúc này anh bắt đầu thực hiện màn phản công của mình. Đồng thời ông lão cũng rất kinh ngạc, thủ đoạn của Tần Lâm nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta, cứ tiếp tục như này ông ta sẽ thất bại, bởi vì ông ta không thể duy trì được lâu như Tần Lâm. Người thiếu niên này khiến ông lão nhớ đến Tần Chỉ năm đó, cho dù là Tần Chỉ năm 20 tuổi cũng chưa chắc mạnh bằng Tần Lâm bây giờ. Nên kết thúc rồi. Tần Lâm búng ngón tay, cầm thanh kiếm thất tinh Long Uyên bằng một tay, mũi kiếm hướng về phía ông lão, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Ông lão kinh ngạc khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Tần Lâm, mặt biến sắc, không ngừng lùi về sau, nhưng sức mạnh của thanh kiếm quá dữ dội, tạo nên phản ứng khó có thể tưởng tượng được, dài ra một thước thì mạnh một thước, thanh kiếm bay như rồng, gây sức ép khiến ông lão thở không ra hơi trong vòng 3 chiêu. Được lắm thanh thất tinh Long Uyên. Tôi thua rồi. Ánh mắt ông lão vô cùng phức tạp, lúc này cây kiếm của Tần Lâm đang ở vị trí cách ấn đường của ông 0.01 cm. Ông biết thanh kiếm này sao? Tần Lâm kinh ngạc nhìn về phía ông lão. Khắp đất Hoa Hạ người biết thuật giấu kiếm không quá 5 người, tôi mới nhìn thấy 6 trong 10 thanh kiếm lớn, mà cây kiếm của cậu không hề thua kém những cây kiếm độc nhất vô nhị đó. Tổng hợp lại những điều trên thì chỉ có thất tinh Long Uyên. Thanh kiếm của Thành Tín Cao Khiết mới có được uy thế như vậy. Ông lão nghiêm túc nói, khi nhìn lại Tần Lâm, vẻ mặt của ông vô cùng căng thẳng, không còn sự coi khinh, trêu đùa trước đó nữa. Tiền bối quả nhiên có mắt nhìn, chiến thắng nhờ binh thần, chỉ là ăn may được vài chiêu thôi. Tần Lâm cười nói. Ông lão xua tay, tỏ vẻ không đồng ý. Thua là thua, tôi cũng không phải loại không nhận thua, đường đường là người thứ 7 trong bảng rồng. Cậu tưởng tôi sẽ trở mặt với cậu sao? Nhưng mà cậu còn trẻ tuổi mà đã có thần lực mạnh mẽ như thế, xem ra tương lai sau này sẽ không giới hạn,
chả trách Tần Chỉ bảo cậu đến tìm tôi. Người thứ bảy trong bảng rồng. Tần Lâm hít một hơi thật sâu, quả nhiên thực lực của ông lão này không tầm thường, trước giờ anh chưa từng thấy sức chiến đấu của người thứ bảy trong bảng rồng mạnh mẽ như này, nếu không phải xuất thất tinh Long Uyên, cho dù thực lực của hai người ngang nhau thì Tần Lâm muốn thắng đối phương cũng hề dễ dàng như thế. Nói như thế thì tiền bối chính là không hành. Tần Lâm hơi nheo mắt lại, hỏi ông lão. Không sai, tôi chính là không hành, biệt hiệu là Hòa Thượng Đại Uy Thiên Long, có thể đánh bại tôi chứng minh cậu đã thành nghề rồi, chí ít thì tôi cũng có thể yên tâm khi đưa đồ cho cậu giữ. Không hành gật đầu, vẻ mặt mừng vui yên tâm. Tôi vẫn không rõ một chuyện chùa Pháp Môn nằm ở đâu. Tần Lâm nói. Chính là ở đây. Không hành lật mảnh gỗ ở trước cửa ngôi nhà tranh, Tần Lâm nhìn thấy bên trên tấm gỗ khắc ba chữ siêu vẹo, chùa Pháp Môn. Tần Lâm giật giật khóe miệng, chùa Pháp Môn này đúng là khác biệt thật đấy. Nếu không phải mình bắt gặp không hành dò hỏi tin tức thì có lẽ cho dù tìm đến khi núi mòn, trời đất hợp lại cũng chẳng biết chùa Pháp Môn nằm ở đâu. Vậy thứ mà bố tôi bảo tiền bối đưa cho tôi nằm ở đâu? Tần Lâm hỏi. Đi theo tôi. Không hành dẫn Tần Lâm vào trong ngôi nhà tranh rất sơ sài, xem ra ông ấy không phải là người để ý bề ngoài, ngược lại là một hòa thượng thần thông lôi thôi lếch thếch. Bố cậu bảo tôi đưa cho cậu hai thứ, đầu tiên là cửu tự chân ngôn mà năm xưa tôi thua ông ấy, sau trận chiến đó chúng ta đã giao hẹn sau này tôi sẽ không sử dụng cửu tự chân ngôn nữa. Đây là bí quyết của Phật môn cũng là ấn quyết thiên thượng chân chính, ban đầu bố cậu tu luyện đến ngôn thứ 6 là dường như đã có thể đánh đâu thắng đó, nhưng muốn học hết cửu tự chân ngôn thực sự rất khó, có thể luyện đến ngôn thứ bao nhiêu còn phải xem vận may của cậu. Không hành đưa một quyển sách cổ cho Tần Lâm, bên trên viết cửu tự chân ngôn. Đa tạ tiền bối. Không hành nói một cách chân thành, đối với ông ấy mà nói miếng vật tổ tận thế này chính là sự ràng buộc của bản thân, cũng là sứ mệnh mà Tần Chỉ giao cho ông, bây giờ có thể giao nó cho Tần Lâm cũng coi như đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Năm đó, bố tôi mạnh như vậy sao? Tần Lâm lẩm bẩm. Tây phương quỷ huyết, đông phương chí tà, không ai có thể đấu lại được, tòa thánh Vatican là nơi sở hữu 1/5 tín đồ trên toàn thế giới. Bố cậu vẫn có thể tiến vào chỉ bằng một thanh kiếm, không ai có thể cản được. Có điều cậu bây giờ rất giống với bố cậu năm đó, thực lực của cậu đủ để vượt qua bảng rồng rồi, cũng xem như không làm bẽ mặt ông ấy, giao nó cho cậu là cuộc đời này của tôi mãn nguyện rồi. Không hành cười nói. Vậy tại sao vật tổ tận thế này lại có năng lượng mạnh như thế chứ, tiền bối vẫn chưa nói cho tôi biết. Tần Lâm cau mày lại, anh không thể ôm cái gánh nặng này vào người mà không biết lai lịch của nó được. Tôi cũng không biết, có lẽ bố cậu cũng chỉ hiểu được một phần, nhưng nó có thể khiến cho người trên khắp thế giới trở nên điên cuồng, không nói cũng rõ năng lượng bên trong, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết chắc là có khả năng thay đổi thế giới. Nghe nói vật tổ tận thế liên quan mật thiết đến sự hưng thịnh của nền văn minh thứ 5, ánh sáng mới của ngày tận thế, sự trỗi dậy của nền văn minh. Nếu không ai lại đi bất chấp tất cả để giành giật một tấm thẻ bài chứ. Bảo vệ tốt nó cũng có nghĩa là bảo vệ tốt Hoa Hạ của chúng ta. Ánh mắt của không hành dần trở nên nghiêm trọng. Mấu chốt của sự trỗi dậy và suy tàn của nền văn minh thứ 5 chính là vật tổ tận thế xuất hiện, trái tim của Tần Lâm cũng trở nên vô cùng căng thẳng, những thứ thần bí như này có thực sự tồn tại không? Chỉ một tấm vật tổ tận thế này mà lại có thể thay đổi thế giới sao? Mặc dù trong lòng có vô số nghi ngờ, nhưng người đời không phải kẻ ngốc. Tần Lâm không biết tầm quan trọng của miếng vật tổ tận thế này, không có nghĩa là mọi người không biết. Cẩn thận nhận lấy vật tổ tận thế, ánh mắt Tần Lâm vô cùng nóng rực, từ nay về sau gánh nặng trên người anh có lẽ càng thêm nặng rồi. Năm đó, bố anh đã cầm vật tổ tận thế này và trở thành mục tiêu tấn công của mọi người. Sau này, bản thân anh không biết sẽ đi về đâu. Nhưng ít ra thì hiện tại Hoa Hạ khá an toàn, nhưng có rất nhiều người lẻn vào Hoa Hạ nằm vùng vì thứ đồ này. Trong trận chiến tại núi Côn Luân trước kia, sự xuất hiện của người tòa thánh đã khiến Tần Lâm vô cùng kinh ngạc. Lần này lại có ai đoán đúng rồi sao? Lúc trước, tôi đã gặp đại tế ti của tòa thánh ở Côn Luân, nhưng tiếc là ông ta đã chạy mất. Ông ta và đám người của đội võ sĩ thần thánh xuất hiện ở đó, rất có thể là vì vật tổ tận thế này. Tần Lâm trầm giọng nói. Cái gì, người của tòa thánh dám bí mật lẻn vào Hoa Hạ, xem ra bọn chúng đã quên bài học năm xưa rồi. 20 năm trôi qua, đám người phiền phức đó lại bắt đầu dục dịch. Không hành lẩm bẩm với ánh mắt vô cùng dữ tợn và lạnh lùng. Nước trước nhà sau,
Điều tôi kính phục nhất ở bố cậu không phải thực lực mạnh mẽ của ông ấy mà là ông ấy luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Ông ấy sẽ không vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà làm những chuyện hối hận cả đời, nhất là trong chuyện vật tổ tận thế. Thậm chí trước đó, bố của cậu đã dẹp yên mọi cuộc nổi loạn và khiêu khích của các thế lực xung quanh Hoa Hạ. Sau đó ông ấy càn quét võ sĩ nước Hoa, khiến tam đại kiếm đạo tông sư run rẩy. Từ đó đến nay không ai dám xâm phạm, nhưng năm tháng trôi qua, rất nhiều người dường như đã quên đi nỗi đau năm nào, lại bắt đầu nhòm ngó đến Hoa Hạ. Mong rằng cậu có thể giữ vững cửa nước chúng ta như bố cậu, xâm phạm đến Hoa Hạ ta, xa cỡ nào cũng không tha. Không Hành chân thành nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. 20 năm tự nhốt ở Tần Thành, thứ mà bố cậu mất đi là tự do nửa đời người và sự tôn trọng với thế giới này. Hoa Hạ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ ông ấy, điều này là không thể nghi ngờ. Một số người nói rằng ông ấy là sao chổi rơi xuống, nhưng không trải qua nỗi khổ của ông ấy, làm sao biết ông ấy thiện hay ác. Tôi chưa từng thấy người có thể khiến bố cậu nghe theo. Ông ấy có lẽ có lỗi với cậu, nhưng chắc chắn không hổn hẹn với Hoa Hạ. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Không Hành. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tần Lâm trở nên dịu dàng, trong lòng chua xót không nói thành lời. Đây chính là bố anh, tình yêu của ông ấy không chỉ dành cho anh mà còn dành cho cả gia đình và đất nước. Từ nhỏ, Tần Lâm ghét nhất những kẻ man dợ xâm lược và ngưỡng mộ những người anh hùng bảo vệ đất nước và nhân dân, và bố anh chính là một người như vậy, mà anh lại trách móc, hiểm lầm ông ấy. Cảm ơn ông, Không Hành tiền bối. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết điều này, và cảm ơn món quà của ông, tôi sẽ bảo vệ những gì tôi nên bảo vệ. Tần Lâm gật đầu, trong lòng anh đã coi bố mình là tồn tại vĩ đại nhất trên đời. Người anh hùng vì nước vì dân, 20 năm như một, chỉ có ông ấy mới xứng với hai chữ này. Tôi phải đi rồi, tôi phải đến núi Côn Luân một chuyến nữa, tôi sẽ là niềm tự hào của bố tôi. Tôi sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ những thứ mà chúng ta nên bảo vệ mãi mãi. Tần Lâm không tiếp tục ở lại Tây Tạng, mà về thẳng thủ đô. Thời gian thích hợp nhất để leo lên đỉnh núi băng Côn Luân là giữa tháng 6 và tháng 7, hơn nữa, lúc đó một bộ phận băng tuyết sẽ tan chảy, thế nên việc tìm cái gọi là cung điện băng Côn Luân sẽ dễ dàng hơn. Giờ vẫn chưa tới lúc, ít nhất phải đợi nửa tháng nữa, cho nên Tần Lâm không nhất thiết phải tiếp tục ở lại đây. Hơn nữa, trên đường đi anh luôn đọc Cửu Tự Chân Ngôn. Ngay lúc đó, Tần Lâm mới biết hóa ra Cửu Tự Chân Ngôn này lợi hại, khủng bố như thế. Nếu lúc đó đấu với Hòa Thượng Đại Uy Thiên Long, ông cụ sử dụng Cửu Tự Chân Ngôn này, thì không biết ai thắng ai thua đây. Cửu Tự Chân Ngôn này lợi hại thật, có lẽ năm đó bố đã rất khó khăn mới có thể đánh thắng Đại sư Đại Uy Thiên Long. Tần Lâm lẩm bẩm, nhất định phải siêng năng luyện tập và học thuộc Cửu Tự Chân Ngôn này càng sớm càng tốt, nó sẽ trở thành cánh tay đắc lực của anh, thậm chí là đòn sát thủ. Cửu Tự Chân Ngôn là chân ngôn Phật gia, tương truyền là do Đạt Ma Tổ Sư sáng tạo ra, không biết thật hay giả, nhưng sức mạnh của nó thực sự vượt xa tưởng tượng. Lâm, binh, đấu, giả, giai, liệt, trận, tiền, hành. Mỗi chữ là một câu chân ngôn tối cao, và mỗi chữ tương ứng với một ấn quyết. Nó bộc phát ra từ sức mạnh tinh thần của bản thân, uy lực vô song. Khẩu quyết kết hợp với linh lực trời đất, hàng tam thế tam muội gia hội. Dựa vào thần chú Kim Cương Bồ Tát, một ngón tung ra, sức mạnh như sấm, là bất động minh vương ấn. Băng tự quyết, là di chuyển nhẹ như ma quỷ, dựa theo thần chú của minh vương tam giới, nó được gọi là Kim Cương Luân Ấn. Đấu tự quyết được gọi là ngoại sư tử ấn. Giả tự ấn là nội sư tử ấn. Giai tự ấn có nghĩa là, vào ngày thứ 10, anh đã luyện thành công ấn thứ 2, Đại Kim Cương Luân Ấn, Đại Kim Cương Luân Ấn thậm chí còn mạnh hơn nữa. Mặc dù anh chỉ thử lần đầu tiên, nhưng Cửu Tự Chân Ngôn này đã mang lại cho anh sự tự tin rất lớn. Tần Lâm dự định sau 2 ngày sẽ nghỉ ngơi và rời đi, nhưng không ngờ lúc này lại nhận được một cuộc gọi lạ. Tần Đại Sư, tôi có thể gặp anh không? Tần Lâm chau mày, Tạ Hồng Mai tìm anh làm gì vậy? Đội trưởng Tạ, không biết cô tìm tôi có việc gì không? Tần Lâm hỏi, tôi có việc muốn nhờ Tần Đại Sư, không biết có thể gặp nhau một buổi không? Tạ Hồng Mai nói, Tần Lâm trầm ngâm một lát, dù gì bây giờ cũng không có việc gì cả nên anh liền đồng ý với Tạ Hồng Mai. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê, Tạ Hồng Mai mặc một chiếc váy dài màu đỏ, hôm nay cô không giống vẻ dũng cảm già dặn như lúc trước, mà nhìn vô cùng dịu dàng thướt tha. Đặc biệt là sau khi trang điểm cô lại càng xinh đẹp hơn,
càng thêm động lòng người. Đến Tần Lâm cũng hơi ngây người, không ngờ cô lại đẹp như vậy, có thể trở thành đội trưởng của đội biệt kích Phi Hoàng thì thực lực của Tạ Hồng Mai đương nhiên không thể khinh thường được, đúng là không hề thua kém đấng mày râu, vừa có nhan sắc vừa có sức mạnh, người phụ nữ tài giỏi như thế này chắc chắn có không ít người đàn ông xung quanh ngưỡng mộ đâu, nhưng lại không có ai dám lại gần Tạ Hồng Mai, bởi vì cô quá tài giỏi, quá bá đạo. Lúc này Tạ Hồng Mai giống như một đóa hồng đang nở rộ, hơn nữa còn vô cùng gai góc, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám khinh thường. Cậu đến rồi à Tần Đại Sư? Tạ Hồng Mai thấy Tần Lâm là ánh mắt sáng lên, đôi mắt long lanh như hai vì sao, lộng lẫy phát sáng khắp muôn nơi. Từ trước đến giờ Tần Lâm chưa bao giờ khen phụ nữ, nhưng Tạ Hồng Mai thực sự quá xuất sắc, lại còn là cao thủ huyết mạch, có lẽ đến đàn ông trong đội biệt kích cũng phải thấy hổ thẹn vì không theo kịp. Cô tìm tôi có việc gì vậy mà phải nói chuyện trực tiếp thế? Tần Lâm ngồi xuống, hơi mỉm cười. Tạ Hồng Mai vô cùng khâm phục Tần Lâm, nhất là trận chiến trên núi Côn Luân, nếu không có anh thì tất cả mọi người đã chết hết rồi ở đó rồi, đây là một sự tổn thất vô cùng lớn với đội biệt kích và Tổ quốc. Nói trong điện thoại sẽ không được rõ ràng, Tần Đại Sư, tôi cũng không phải người vòng vo, hôm nay tôi mời cậu đến đây tôi cũng nói thẳng luôn, tôi muốn cậu làm bạn trai của tôi. Tạ Hồng Mai đỏ mặt, nhưng giọng nói vẫn vô cùng dứt khoát. Tần Lâm ngây người, cũng thẳng thắn quá rồi đó. Đến cả đàn ông như anh còn thấy hơi ngại. Cái này, cô làm tôi hơi khó hiểu đó. Tần Lâm cười khổ. Cậu xem mồm miệng tôi này, Tần Đại Sư, tôi muốn cậu giả làm bạn trai của tôi. Tôi căng thẳng quá, xin lỗi cậu. Tạ Hồng Mai cười mỉm làm dịu đi sự xấu hổ của mình. Một cô gái vừa mạnh mẽ lại thẳng thắn như cô nói ra những lời như vậy thực sự khiến Tần Lâm quá đỗi ngạc nhiên. Không phải là do gia tộc ép hôn đó chứ? Tần Lâm ngây người. Cái này mà cậu cũng biết sao? Tần Đại Sư, cậu đúng là liệu sự như thần đó. Vẻ mặt Tạ Hồng Mai ung dung nói. Giả làm bạn trai sắp là nghề tay trái của tôi được rồi. Tần Lâm không khỏi bật cười, anh đã giả làm bạn trai cho mấy người rồi. Xem ra anh cũng có duyên với phụ nữ ghê. Cậu lợi hại thật đó, Tần Đại Sư, đây là lần đầu tôi nghe thấy chuyện như thế đó. Ha ha ha, Tạ Hồng Mai cười lên giống như một bông hoa đẹp không sao tả xiết. Cô là đội trưởng của đội biệt kích Phi Hoàng, người phụ nữ mạnh mẽ như cô lại không làm chủ được chuyện này sao? Tần Lâm không khỏi ngạc nhiên. Hai, chuyện này dài lắm, Tần Đại Sư, mặc dù tôi là đội trưởng của đội biệt kích Phi Hoàng. Sức mạnh cũng không tệ, nhưng tôi lại không có tiếng nói mấy trong gia tộc, hơn nữa thập đại gia tộc ở thủ đô không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Tôi là người của nhà họ Tạ, một trong thập đại gia tộc ở thủ đô, không phải là gia tộc hoạt động chính trị mà là gia tộc võ đạo, gia tộc nào cũng đang đứng trên đỉnh cao của sức mạnh là quyền lực, tôi muốn tự lựa chọn cuộc hôn nhân của mình thực sự là việc quá khó. Tần Lâm cảm thấy bùi ngùi, mặc dù là Tạ Hồng Mai cũng bị chi phối chính cuộc hôn nhân của mình. Thập đại gia tộc ở thủ đô, cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Mỗi con người đều có những lúc không thể theo ý mình, cho dù là ai, chỉ cần bạn còn sống thì luôn có những lúc không thể tự chủ như vậy. Kẻ mạnh cũng như vậy, Tần Lâm nghĩ đến bố mẹ mình, nghiêng nước nghiêng thành cũng khó nắm quyền một phương, sức mạnh kinh trời cũng khó cứu độ chúng sinh. Bọn họ đều có những nỗi khổ riêng, nếu không muốn bị ai trói buộc thì bắt buộc phải trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức tất cả mọi người phải cúi đầu trước bạn, mạnh đến mức trên đời này không ai có thể làm gì được bạn. Cho nên cô muốn tôi giả làm bạn trai cô, xem ra gia tộc của cô cũng hao tổn nhiều tâm huyết vào cuộc hôn nhân của cô lắm đây. Tần Lâm trầm ngâm nói. Tần Đại Sư chỉ cần đồng ý với tôi là được, việc còn lại cứ giao hết cho tôi. Tạ Hồng Mai cười rồi nói. Nhà họ Tạ chúng tôi là một trong thập đại gia tộc ở thủ đô, cũng là võ đạo thế gia. Lấy võ làm trọng, kẻ mạnh mới nhận được sự tôn trọng, chiến công của cậu đã truyền khắp của thủ đô, bây giờ cậu đã là người nổi tiếng ở thủ đô, ai mà chẳng biết chuyện cậu cứu ba đội biệt kích lớn chứ, không ít người muốn gặp mặt cậu nữa kìa. Tạ Hồng Mai nghiêm túc nói. Có thật không vậy, bây giờ tôi là người nổi tiếng rồi sao? Đam Mỹ Hài. Tần Lâm bất giác sờ mũi, đến anh cũng không ngờ rằng uy danh của mình đã truyền khắp thủ đô. Được rồi. Vậy tôi sẽ cho cô mượn một ngày. Tần Lâm mỉm cười. Không vội, sáng mai tôi sẽ qua đón cậu. Hai tên đàn ông vạm vỡ hét lên, muốn đe dọa Tần Lâm, nhưng bọn họ sao có thể chống chọi lại với sức mạnh của Tần Lâm chứ? Tần Lâm vung hai nắm đấm,
hai người kia run lên rồi ngã bay ra đập thẳng vào cửa phòng nghỉ, ầm một tiếng lập tức thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Hai người đàn ông vạm vỡ bị đánh bại chỉ trong một chiêu, rất nhiều người hoảng hốt không biết phải làm sao. Tần Lâm đi từng bước vào trong phòng nghỉ ngơi, Tô Văn Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia vui mừng, Tần Lâm giống như vị thần bảo vệ cho cô ấy vậy, lần nào Tần Lâm cũng xuất hiện đúng là thời khắc quan trọng giống như vị thần bảo vệ luôn bên cạnh cô ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.